mươi 41, cô gái này thật đáng thương. Tinh tinh tinh. Vào đúng lúc này, điện thoại của ông ta đột nhiên vang lên, ông ta cầm điện thoại lên liếc một cái, sau đó vẻ mặt hơi thay đổi, đồng thời ra hiệu im lặng với Phan Minh Vũ bọn họ. Ở trên màn hình điện thoại của ông ta, nhấp nháy hiện lên ba chữ. Hoa hồng đỏ. Đóng cửa quán ba, Trần Hiểu Nguyệt ấn nhẹ vào chiếc xe hơi đang đỗ bên cạnh, đèn xe lấp lóe Trần Hiểu Nguyệt nói, lên xe, để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của tôi, tôi mời anh một bữa. Tại một nhà hàng nổi tiếng, mắt Lê Văn Vân hơi sáng rực, trong lòng nổi lên chút chờ mong. Xe khởi động chạy thẳng một đường, không biết từ khi nào, Lê Văn Vân phát hiện kiến trúc xung quanh thoáng quen thuộc, anh mở mắt nhìn qua, phát hiện nơi đây rất gần với cư xá Hoa Viên. Đương nhiên, tại Giang Thành, ngoại trừ ra ngoài ăn sáng với những món như cháo hay bánh bao thì Lê Văn Vân hầu như không ăn ở ngoài. Bình thường, mẹ con Nguyễn Vũ Đồng ra ngoài ăn sẽ không dẫn anh theo, vì họ sợ mất mặt. Chỉ có sau Tết, khi người trong nhà tụ tập ăn uống, anh sẽ đi cùng họ một lát. Cho nên xác thực anh không hề biết các món ngon gần cư xá Hoa Viên. Bất giác, xe đã đến cư xá Hoa Viên, Trần Hiểu Nguyệt dừng xe lại. Audio điện tử võ tấn bền. Lê Văn Vân Kinh ngạc nói, cô muốn ăn uống ngay trước cổng cư xá này. Không phải, phía trước xảy ra chuyện gì đó. Trần Hiểu Nguyệt nói. Lê Văn Vân nhìn sang cư xá Hoa Viên, hiện giờ ở bên đóng đang có một nhóm người bao vây. Tại cổng, một chiếc xe cao cấp đang đỗ, nhưng phía trước chiếc xe có một cô gái đẹp đang đứng. Cô ta cố gắng níu kéo người đang định lên xe, bọn họ dùng rằng mãi trên đường khiến xe cộ không thể lưu thông. Cao phái, Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày nói. Đương nhiên Lê Văn Vân cũng nhận ra, người kia chính là Cao phái, mà người đang kéo lấy anh ta chính là Nguyễn Vũ Đồng. Lúc này Nguyễn Vũ Đồng trông có chút chật vật, tóc của cô ta rối xù, nước mắt chảy ròng. Phỏng chừng gã công tử nhà giàu kia đang chọc ghẹo con gái đó. Trần Hiểu Nguyễn Y cao mày nói. Lê Văn Vân nhìn trộn màn này, trong lòng không chút gợn sóng, Trần Hiểu Nguyệt hạ cửa sổ xe, âm thanh bên ngoài liền truyền vào. Cao phái, anh không thể như thế, anh không thể vứt bỏ em. Bên ngoài, Nguyễn Vũ Đồng vừa khóc vừa nói, là anh chủ động theo đuổi em, vì để được bên anh mà em đã ly hôn với Lê Văn Vân, hiện tại em không còn gì cả, anh không thể vứt bỏ em. Nghe vậy, Trần Hiểu Nguyệt thoáng sửng sốt, cô nhìn về phía Lê Văn Vân mà nói, cô ta vừa mới nói Lê Văn Vân phải không? Lê Văn Vân cảm thấy không cần thiết phải phủ nhận, anh gật đầu nói, ừ, cô ta chính là vợ cũ của tôi, mới ly hôn cách đây mấy ngày. Trần Hiểu Nguyệt kinh ngạc, cô theo bản năng thoáng nhìn lên đỉnh đầu của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân bình thản nói, "Đừng xem chứ, đầu tôi mọc sừng rồi, thôi nào, nhưng tôi kết hôn với cô ta là ngoài ý muốn, bởi vì trước đó đã xảy ra vài chuyện, kết hôn 3 năm nhưng tôi còn chưa chạm đến tay của cô ta." Ha ha, Trần Hiểu Nguyệt hiển nhiên không tin lời biện giải của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân không giải thích thêm với cô mà chỉ tiếp tục quan sát bên ngoài. "Đúng là tôi chủ động theo đuổi cô, không phải ngay từ đầu cô đã tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo trước mặt tôi đấy à?" sau cái ngày tôi tặng cô chiếc xe thể thao thì cô có bấy nhiêu chủ động, cô còn chưa rõ à? Cao phải vừa rằng ra vừa nói, chia tay thì chia tay, cô đừng quấn lấy tôi, tôi nói rồi, gia đình tôi không đồng ý. Không được, anh không thể vứt bỏ em, Nguyễn Vũ Đồng khóc, gắt gao kéo lấy cánh tay của Cao Phải. Cao Phải nghiến răng nói, cô đến bên tôi không phải vì tiền à, trong khoảng thời gian đó tôi đã cho cô biết bao nhiêu là túi sách, còn tặng quà cho mẹ của cô nữa, ít nhất cũng 10 vạn đấy, không tranh lệch bao nhiêu đâu nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều sắc mặt anh ta đã hơi không nhịn được dùng sức đẩy nguyễn vũ đồng ra nguyễn vũ đồng loạn choạng ngã ngồi trên đất trần hiểu nguyệt nhìn thấy vậy thì nhướng mày nói tên cao phái đúng là đồ xúc sinh phòng chừng muốn cắt đứt vô tình nói đoạn cô nhìn thoáng qua lê văn vân rồi tiếp tục anh không đến can à lê văn vân lắc đầu nói không liên quan gì đến tôi cuộc hôn nhân này là sự sai lầm Huống chi hiện tại tôi đã ly hôn. Sau khi đẩy người ngã trên đất, Cao phải chỉnh lại trang phục của mình, quát với xung quanh, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa từng thấy người khác chia tay à. Nói xong, anh ta liếc nhìn Nguyễn Vũ Đồng, trong ánh mắt lóe lên chút không cam lòng. Thân thể Nguyễn Vũ Đồng, anh ta chỉ mới chiếm được chút hơi, còn chưa ngủ được mỹ mãn. Cô gái này thật đáng thương. Chương 42 trong đó có quán ăn à. Đúng vậy mấy gã công tử nhà giàu đúng là dấu bé. Người xung quanh bàn tán ẩm ý, trong phòng bảo vệ, một người bảo vệ nói vọng ra với đám người đó, mấy người tưởng cô ta là loại tốt lành gì, chồng cũ của cô ta ở trong cư xá này luôn đấy, tối nào cũng ăn mặc rách dưới về nhà, anh ta khiêng gạch ở công trường, còn cô ta ấy à, sau khi tìm được người có tiền liền đòi ly hôn, đuổi cả chồng cũ ra ngoài, tôi còn chứng kiến mẹ của cô ta nhiều lần sỉ nhục anh chồng cũng ngay cửa cư xá. Loại người này à, tôi thì nói, đáng đời lắm. Bên cạnh, khóe miệng Lê Văn Vân co giật mấy lần, CMN anh bảo vệ, anh đúng là thần. Đúng là anh đã đôi co với Ngô Thị Hương mấy lần tại cổng cư xả, không ngờ anh bảo vệ này ghi nhớ tất cả. Nguyễn Vũ Đồng ngồi trên đường khóc lóc. Mà Cao phải không quan tâm cô ta nữa, lên xe, một chân đạp ga nghênh ngang lái xe rời đi. Trần Hiểu Nguyệt nhìn Nguyễn Vũ Đồng đang ngồi trên đường, nhướng mày hỏi, anh thật sự không tới à? Lái xe đi, chúng ta định ăn món gì?" Lê Văn Vân nói. Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày, cô nhìn Lê Văn Vân mà nói, "Anh thật là nhẫn tâm, bất luận thế nào thì không phải cô ta vẫn là vợ cũ của anh à?" "Nếu như có biết khi tôi kết hôn với cô ta, cả nhà cô ta đối xử với tôi như thế nào thì cô sẽ không nói như thế." Lê Văn Vân nói, "Lái xe đi." Nghe Lê Văn Vân nói như vậy, Trần Hiểu Nguyệt không nói gì nữa, cô khởi động xe, xe chậm chậm lướt thẳng về trước bởi vì chuyện lúc nãy khiến không khí mất vui nên xe không chạy nhanh như trước xe chậm rãi lướt qua cổng cư xá lê văn vân ngồi bên trong nhưng không nhìn đến nguyễn vũ đồng ngồi bệt giữa đường nhưng nguyễn vũ đồng lại tình cờ trông thấy lê văn vân cô ta thoáng sửng sốt cô nhìn thấy lê văn vân chậm rãi lướt qua cũng nhìn thấy trần hiểu nguyệt đang lái xe bên trong sau khi ly hôn cô vốn nghĩ rằng mình sẽ sống tốt hơn gả cho cao phải nếm trải cuộc sống của một mợ chủ nhà giàu mà lê văn vân vẫn là lê văn vân đang khiêng gạch ở công trường nhưng tình huống sau ly hôn lại hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của cô ta cao phái cư xử khác hẳn so với tưởng tượng của cô ta mà hiện tại cô ta đã mất đi cao phái mà lê văn vân có một công ty trở thành một doanh nhân giàu có xung quanh luôn có gái đẹp vây quanh cả cô gái đang lái xe kia mỗi một bộ phận đều không hề kém cô ta trong lòng của cô ta cảm thấy tranh lệch quá lớn nhìn lê văn vân rời đi cô ta mới bỏ dậy chỉnh lại đầu tóc của mình có chút hoảng hốt chạy vào trong cư xá trần hiểu nguyệt lái xe tiến về trước thêm một đoạn nữa tìm một nơi đỗ lại ven đường cô dẫn lê văn vân vào trong một hẻm nhỏ trong đó có quán ăn hà lê văn vân kinh ngạc hỏi cố định lừa gạt tôi à cút trần hiểu nguyệt mắng tôi không hứng thú với đàn ông đã kết hôn đây là nhà của bếp trưởng của khách sạn vạn hào hiện tại khách sạn Vạn Hào đều do đồ đệ của ông ta làm bếp trưởng, sau khi ông ta về hưu, có kinh doanh chút đỉnh ngay trong nhà, mỗi ngày ông ta chỉ làm vài món thôi, tôi dẫn anh tới cũng chỉ cầu may thôi, chưa chắc có thể ăn được đâu, Trần Hiểu Nguyết nói. Ánh mắt Lê Văn Vân sáng lên, trình độ của khách sạn Vạn Hào tương đối đáng nể. Hai người bầy rẻ tảm ngoạt trong con hẻm, nhanh chóng đã đến một hẻm khác, trong hẻm bầy mấy cái bàn gỗ lộ thiên, không sang trọng nhưng rất sạch sẽ, Lúc này trong ngõ hẻm đã có vài người. Tịch Tịch, Trần Hiểu Nguyệt bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sao cô lại ở đây thế? Đúng vậy, mấy người đang đứng trong hẻm nhỏ chính là bốn người Đỗ Tịch Tịch và Diệp Mộng. Đỗ Tịch Tịch xoay người, lúc nhìn thấy Trần Hiểu Nguyệt và Lê Văn Vân thì thoáng kinh ngạc nói, "Hiểu Nguyệt, sao cô và Lê Văn Vân lại ở đây vậy?" Diệp Mộng cũng thoáng kinh ngạc nhưng không nói gì, Vư Tường hừ lạnh một tiếng nói, "Đúng là âm hồn bất tán." Ngay sau đó, anh ta lấy điện thoại di động ra, tìm được WeChat của Trịnh Hòa rồi gửi định vị qua, sau đó nhấn chữ nói, Lê Văn Vân ở đây. Trường 43 cũng chưa chắc đâu. Trong con ngõ, mấy cái bàn gỗ được kể trên mặt đất, có bốn người đang quay quanh bàn. Đó là Đỗ Tịch Tịch, Diệp Mộng, Vưu Tường và một cô gái ăn mặc rất giả dặn. Đỗ Tịch Tịch nhìn thấy Trần Hiểu Nguyệt thì kinh ngạc nói. Sao cô lại ở cùng một chỗ với Lê Văn Vân? Trần Hiểu Nguyệt cười cười nói anh ấy đến quán cyber coffee của tôi thuận tiện giúp tôi giải quyết chút phiền phức nên tôi muốn mời anh ấy đến chỗ thầy từ ăn cơm mong thầy từ có thể nấu cho chúng tôi ăn một bữa nói xong cô nhìn vào bên trong rồi hỏi thầy từ đâu rồi mới nãy đã báo cho học trò của ông ấy rồi thầy từ vẫn đang ngủ chắc bây giờ cũng dậy rồi đỗ tịch tịch nói lê văn vân bật cười rồi nói bây giờ chỗ này cũng chỉ có mấy người chúng ta hẳn là sắp được ăn rồi cũng chưa chắc đâu trần hiểu nguyệt thở dài nói thầy từ có muốn xuống bếp hay không còn phải xem ông ấy có thấy chúng ta vừa mắt hay không nếu như vừa mắt ông ấy mới nấu nếu không thì ông ấy sẽ không làm hơn nữa có thể lần này ông ấy thấy anh thuận mắt nhưng lần sau thì chưa chắc đã thế tính cách gàn dở quá đấy lê văn vân không nói gì âm thầm nói trong lòng mẹ kiếp thấy tính tình còn gàn dở hơn đảm ông bà già người gác đêm kia Vưu Tường ngồi bên cạnh bĩu môi nói, chẳng phải chỉ là một đầu bếp thôi sao, chỉ cần đưa tiền đủ nhiều, tôi không tin ông ta không làm. Anh ta vừa nói xong, sắc mắt mọi người đều thay đổi, đỗ tịch tịch vội vàng nói. Anh Vưu Tường đừng nói như vậy mà, thầy từ không phải loại người hám tiền của đầu, hơn nữa. Ông ấy cũng không thiếu tiền. Vưu Tường cười nhạo, nhưng mà anh ta vẫn nể mặt đỗ tịch tịch nên không nói tiếp nữa. Vốn Dĩ nghe Tịch Tịch nói hôm nay đưa mấy người bạn đến chỗ tôi ăn cơm, tôi còn định chuẩn bị cho mấy người một bữa thịnh soạn, đúng lúc này, một giọng nói hào sảng vang lên. Ngay sau đó, một ông già tóc hoa dâm nhưng gương mặt hồng nhuận đi ra từ một căn phòng nhỏ bên cạnh. Ông ấy mặc một bộ quần áo đầu bếp màu trắng, đi bên cạnh còn có người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, tuy rằng ở trong ngõ như vậy, nhưng quần áo đầu bếp của ông lại tương đối sạch sẽ, trắng tinh không tì vết. Sắc mặt đỗ Tịch Tịch hơi đổi Cô vội vàng cười nói, ông ơi, anh bạn này của cháu không hiểu quy tắc của ông, ông cũng đừng tính toán với anh ấy. Thầy tư nhìn thoáng qua vưu tường, nói với giọng điệu hờ hứng, quán tôi hôm nay không mở, mời các vị về cho. 50.000 Đúng lúc này, vưu tường giơ năm ngón tay ra, thản nhiên nói, ông nấu cho tôi bữa này, tôi cho ông 50.000. Thầy tư đột nhiên quay đầu nhìn anh ta. Vưu tường lộ ra vẻ châm chọc, thấy thầy tư tức giận lại nói, 100.000 thằng ngu ngốc này, Lê Văn Vân ngồi bên cạnh không nhịn được âm thầm mắng trong lòng một câu. Vưu Tường là con nhà giàu, cảm thấy trên thế giới này, không có ai là không tham tiền, tiền có thể đối phó hết tất thảy mọi việc, chỉ là anh đưa có đủ hay không thôi. Hai người đỗ tịch tịch và Trần Hiểu Nguyệt cao mày. Nghe được câu nói của Vưu Tường, cả người thầy từ phát run. 200.000, Vưu Tường tiếp tục tăng giá. Đồng thời anh ta cũng khiêu khích nhìn về phía Lê Văn Vân, giống như muốn nói rằng anh có thể đưa được nhiều tiền như vậy không đúng là miệng còn hôi sữa khinh người quá đáng thầy từ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng đi thẳng về phòng bên người đàn ông trung niên vẫn đứng bên cạnh ông ấy thản nhiên nhìn vưu tường rồi nói thầy tôi đi nghỉ hôm nay không mở quán cũng không nấu ăn mời các vị về cho hơn nữa những người hôm nay sau này cũng đừng đến quán ăn cơm nữa từ hôm nay trở đi chỗ chúng tôi sẽ không tiếp đái bất kỳ ai trong nhóm các vị. Nói xong, ông ta nhìn sang vưu tường, rồi nói, nhóc con, có thể cậu là người có tiền, nhưng trên thế giới này, có rất nhiều chuyện mà tiền không giải quyết được, chúng tôi không dám trêu chọc mấy người có tiền, nhưng chúng tôi có quyền lựa chọn nấu cho ai ăn. Mấy người đố tịch tịch biến sắc. Vưu tường chế diễu nói, chẳng phải chỉ là một đầu bếp thôi sao? Không ăn thì không ăn, chúng ta đi thôi, chẳng phải đổi chỗ khác ăn cũng giống nhau sao? chương 44 nếu vậy thì đã sao? Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đều nhíu mày, Đỗ Tịch Tịch nhìn thoáng qua Vưu Tường, nói anh Vưu Tường, câu này của anh hơi quá đáng rồi đấy. Trần Hiểu Nguyệt cũng thở dài một hơi mà nói, Lê Văn Vân, chúng ta đi thôi, xem ra hôm nay không được may mắn lắm. Vưu Tường vẫn giữ nguyên bộ dáng chẳng có gì to tát. Đúng vậy, trong mắt anh ta, một đầu bếp thôi mà, vợ Việt Thanh cao trước mặt anh ta làm gì chứ? Có lẽ, tôi có cách để thầy từ nấu cho chúng ta. Đúng lúc này, Lê Văn Vân đột nhiên nói. Mấy người còn lại đều nhíu mày nhìn anh. Vưu Tường cười diếu cợt một tiếng, tôi đập 200.000 mà ông ta còn chẳng chịu làm, anh thì có cái gì đây? Lúc trước anh ở Giang Thành khiêng gạch, chẳng lẽ bây giờ anh nghĩ khiêng mấy khối gạch trong phòng ông ta là được hả? Đôi mi thanh tú của Diệp Mộng khẽ nhíu lại, nhìn sang Lê Văn Vân. Đỗ tịch tịch vội vàng nói, Lê Văn Vân, bỏ đi vậy, bây giờ thấy từ đã gai mắt với chúng ta rồi anh đừng làm mọi thứ rồi thêm nữa có được không dù sao thì bọn họ cũng đã nói rằng sau này không bao giờ tiếp đãi mấy người các cô nữa kết quả tệ nhất cũng chỉ đến thế là cùng lê văn vân tủm tỉm cười nói đúng rồi vừa nãy tôi thấy tay phải của thầy từ cứ run mãi có phải hồi còn trẻ bị thương gì không người đàn ông trung niên đứng cạnh cửa nghe thấy lời nói của lê văn vân thì lông mày nhíu lại đỗ tịch tịch thở dài một tiếng nói ừ Lúc trước thầy Từ làm đầu bếp chính trong một quán ăn Trung Quốc ở Michelin, sau này quen với bố tôi, rồi hai người trở thành anh em kết nghĩa, sau đó bố tôi mời ông ấy vào khách sạn Vạn Hào làm việc. Khách sạn Vạn Hào là một trong những sản nghiệp trong nhà Đỗ Tịch Tịch. Sau khi đến khách sạn, với khả năng làm bếp của ông ấy, sản nghiệp nhà chúng tôi ngày một phát triển, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh. Cũng là lúc ấy sản nghiệp ngành ăn uống của nhà Trịnh Hòa bị tác động nên bọn họ sẵn sàng chi rất nhiều tiền để cướp được thầy từ về tay. Đỗ tịch tịch nói đến đây thì cười khổ một tiếng, đương nhiên là thầy từ không chịu. Sau này tay phải của ông ấy bị thương, cuối cùng không cầm được dao nữa. Ông ấy nản lòng thoái chí, lui về ở ẩn, thi thoảng ở ngõ nhỏ này nấu ăn. Lông mày Lê Văn Vân hơi gợi lên. Ông ta đã không cầm được dao, hẳn là cũng không nhấc nổi nồi vưu tường khinh miệt nói anh chẳng tin ông ta có thể nấu được món gì ngon đỗ tịch tịch nhíu mày nói hiện giờ tất cả nguyên liệu những món ăn ở đây đều do thầy từ tự mình phối hợp và chế ra sau đó đầu bếp tần sẽ đến làm đầu bếp tân hoa là học trò giỏi nhất của thầy từ suốt lời cô ấy liếc nhìn về người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng không nói gì vưu tường nhìn thoáng qua ông ấy một cái sau đó cười như không cười nhìn lê văn vân và nói không phải anh nói có cách để chúng ta được ăn cơm sao anh hỏi một câu như thế này chẳng khác nào xé vết sẹo của người ta ra lê văn vân không để ý đến anh ta anh tiến lên một bước đến trước mặt người đàn ông trung niên đủ gần để hai người có thể nghe thấy lời anh nói tay phải của thầy từ bình thường vẫn ổn phải không chỉ là không thể dùng sức được càng dùng sức càng không được tần hoa nhìn lê văn vân rồi hỏi ngược lại nếu vậy thì đã sao ông có thể vào nói với thầy từ rằng, tôi có cách giúp ông ấy có thể cầm dao trở lại. Không chỉ cầm mà chặt chém khắp nơi cũng không vấn đề gì. Lê Văn Vân tùm tìm nói. Phản ứng đầu tiên của Tân Hoa là ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười rất lạnh, nói, sau khi thầy từ bị thương, chúng tôi đã tìm đến tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở trong nước, cũng tìm đến nhiều danh y giấu mình. Tất cả bọn họ đều không có cách nào để chữa trị, có nghe được một phương pháp có khả năng hồi phục, nhưng cách chữa này quá mơ hồ, vốn không. Quỷ môn 13 trâm, Lê Văn Vân bình tĩnh mở miệng. Nghe thấy câu, Tần Hoa co rút lại, nhìn về phía Lê Văn Vân rồi hỏi, "Làm sao cậu biết?" "Trường hợp của ông ấy là do kinh mạch bị thương tổn, mà về việc chữa trị vấn đề này, đương nhiên thứ ấy là thứ thần kỳ nhất." Lê Văn Vân thấp giọng nói. "Trường 45 vậy thì làm phiền thầy rồi." Sắc mặt Tân Hoa không biểu hiện gì ông nhìn Lê Văn Vân rồi nói, anh có thể làm được à? Tất nhiên là tôi không biết rồi, nhưng mà tôi quen một người biết. Hơn nữa còn chắc chắn 10 phần, có thể chữa khỏi cho ông ấy, Lê Văn Vân tủm tìm đáp lại. Vẻ mặt của Tân Hoa đột ngột trở nên kích động, ông ấy nhìn Lê Văn Vân, nói, bản thân anh cũng không biết thì tôi dựa vào đâu mà tin anh. Lê Văn Vân mỉm cười, nói quỷ môn người ba châm, người bình thường có lẽ không biết, tôi có thể kể ra đủ để chứng minh được rất nhiều thử rồi như vậy đi, hôm nay tôi và bạn tôi đến chủ yếu là muốn ăn món ăn mà thầy từ nấu. Vậy, nếu anh nấu cho chúng tôi thì bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn tôi, sau đó báo cô ấy đến chẩn đoán cho thầy từ, thế nào? Vẻ mặt của Tân Hoa bỗng nhiên trở nên khó hiểu, chẳng thể đoán được gì, rồi ông ấy nói một chàng tôi đi hỏi thầy của tôi. Nói xong, ông ấy xoay người, chạy vào phía trong phòng. Lê Văn Vân rất tự tin, anh không nghĩ rằng thầy từ này có thể từ chối anh anh có thể nhìn ra, ông ta rất yêu thích nghề đầu bếp. Ngay cả khi bây giờ không thể dùng dao bằng tay phải, thì vẫn mở một nhà hàng nhỏ ở đây và tiếp đón một vài khách hàng. Bây giờ mình đã cho ông ta hy vọng, cho dù hy vọng này có nhỏ nhoi thì thầy từ chắc chắn cũng sẽ lựa chọn thử sức. Anh sờ sờ mũi, quay trở vào trong ngõ hẻm. Đỗ Tịch Tịch nhìn Lê Văn Vân với vẻ nghi ngờ và hỏi, anh nói gì với ông ta mà thần bí vậy? Ông ấy thật sự sẽ nấu cho chúng ta ăn sao? lê văn vân cười cười đáp hai người chúng tôi nhất định sẽ được ăn còn về các người thì tôi cũng không rõ lắm đâu anh quyết định trêu chọc đỗ tịch tịch một chút đôi mắt xinh đẹp của đỗ tịch tịch trừng lên ý gì hả chẳng lẽ anh không dắt chúng tôi theo à lê văn vân nhún vai nói đúng vậy vốn dĩ tôi và trần hiểu nguyệt định tách khỏi các người anh nhỏ mọn quá đi mà đỗ tịch tịch không còn gì để nói vưu tường ở bên cạnh khinh thường nói, giả thân giả quỷ gì chứ, tôi bỏ 200.000 còn không làm được. Tôi không tin anh chỉ nói mấy câu mà có thể khiến ông ta nấu ăn cho anh. Diệp Mộng, chúng ta vẫn nên đi thôi, đừng đợi ở đây nữa. Trong lúc nói chuyện, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Tân Hoa từ trong phòng đi ra ngoài, ông ta bước đến trước mặt Lê Văn Vân và nói một cách khách sáo, người anh em, thầy của tôi đồng ý. Rồi, việc vả mặt thì luôn đến một cách bất ngờ, lê văn vân liếc nhìn vưu tường ở bên cạnh với nụ cười chế nhạo sau đó tươi cười nói vậy thì làm phiền thầy rồi tần hoa gật đầu ông ta nhìn vưu tường với ánh mắt khinh thường nếu như không phải thầy của mình nhìn thấy được hy vọng thì anh ta sẽ không bao giờ nấu cho những người như vưu tường ăn mọi người chờ một chút tôi và thầy đi chuẩn bị trước ngoài ra đừng quên chuyện mà anh đã hứa tân hoa lạnh lùng nói lê văn vân gật đầu mỉm cười yên tâm đi không có vấn đề gì đâu Tần Hoa gật đầu, sau đó xoay người, đi vào trong phòng một lần nữa. Còn về thầy Từ vẫn không hề xuất hiện. Sau khi nhìn thấy bọn họ đã rời đi, lúc này Đỗ Tịch Tịch mới nói, "Lê Văn Vân, anh đã làm như thế nào vậy? Thầy Từ thật sự đồng ý nấu cho chúng ta rồi?" "Tôi chỉ nói với thầy Từ rằng tôi quen biết một bác sĩ có thể chữa khỏi đôi tay của ông ta." Lê Văn Vân mỉm cười, nói, "Không phải chứ?" của thầy từ đã được hầu hết bác sĩ các bệnh viện lớn và trong ngoài nước khám cho, ai cũng không có cách nào chữa khỏi mà. Đỗ tịch tịch hỏi một cách ngạc nhiên, anh lại có thể biết một bác sĩ như vậy sao? Vưu tường chen ngang và nói, dối trá, lừa được bữa cơm trước rồi sau đó thì bỏ trốn là xong. Một người đã ở tù mấy năm, sau khi ra tù thì làm việc trên công trường mà quen biết bác sĩ ư, quả thật là cười sái quai hàm mà. Mà cũng phải, anh đã ở trong tù vài năm rồi, mấy chuyện gạt người chắc chắn là thường như cơm bữa. Nếu anh nghĩ rằng tôi lừa gạt, vậy đợi một lát nữa anh đừng ăn là được rồi." Lê Văn Vân nhìn anh ta, cười khẩy. Vưu Tường giật mình, nhưng sau đó lại cười nhạo, thầm nói trong lòng, "Cười đi, cứ cười khẩy đi. Một lát nữa, đợi sau khi người mà Trịnh Hòa mời tới đến rồi, để tôi xem anh còn có thể cười nổi không." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 46 bây giờ tôi sẽ châm cho ông anh ta không đôi con nữa, chỉ muốn đợi một. Anh ta không đôi con nữa, chỉ muốn đợi một lát nữa sẽ tìm cách vạch trần sự dối trá của Lê Văn. Vân. Lê Văn Vân không thèm đếm xỉa đến anh ta, anh đi đến bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, tìm số Phạm Nhược Tuyết, rồi gọi điện thoại. Đúng vậy, người mà anh quen biết, đương nhiên là Phạm Nhược Tuyết, một trong những bác sĩ giỏi nhất trên toàn thế giới. Rất nhanh, đầu dây bên kia điện thoại đã bắt máy, phạm nhược tuyết hiển nhiên vẫn còn đang ngủ nghe thấy cuộc gọi này của lê văn vân cô hơi mơ mơ màng màng hỏi lại alo tôi đang ngủ anh làm gì thế lê văn vân ho khan một cái nói à là thế này nhược tuyết à cô đến chỗ tôi một chuyến đi tôi đang gặp phải một bệnh nhân mà trên thế giới này chỉ có mình cô mới có thể chữa khỏi được đợi tôi ngủ dậy rồi nói phạm nhược tuyết đừng mà cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà lê văn vân vội vàng nói Phạm Nhược Tuyết ở bên kia rõ ràng là đang loay hoay một lúc, rồi cô mới ngồi dậy, nói cho tôi địa chỉ. Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhóm, cúp điện thoại, gửi địa chỉ cho Phạm Nhược Tuyết qua WeChat, sau đó ngồi xuống. Nội dung cuộc điện thoại của anh, Diệp Mộng và những người khác đều nghe thấy, bọn họ kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân, đỗ tịch tịch do so dự, nói anh thật sự quen biết bác sĩ nổi tiếng. Đúng vậy, trên thế giới này, bác sĩ giỏi nhất, không chỉ có một. Lê Văn Vân điềm tĩnh nói. Vưu Tường cười một cách xem thường, anh ta không cho rằng Lê Văn Vân thật sự có thể mời đến được vị bác sĩ nào. Vào lúc này, trong ngõ hẻm đã bắt đầu tỏa ra một mùi thơm, chỉ cần người thấy mùi thơm này thôi cũng khiến cảm giác thèm ăn của người ta tăng lên rất nhiều. Lê Văn Vân nhịn không được mà có hơi bắt đầu mong ngóng. Qua khoảng tầm 10 phút sau thì tại ngõ hẻm, Phạm Nhược Tuyết đã xuất hiện ở cổng, trên người mặc đồ trắng, còn mang theo túi y tế ngay khi cô ấy vừa xuất hiện trong ánh mắt của tất cả nam nữ trong ngõ hẻm đều không thể kìm được mà để lộ ra sự kinh ngạc vì sự xinh đẹp của cô vưu tường ở bên cạnh khi nhìn phạm nhược tuyết không nhịn được mà nuốt ực nước miếng trần hiểu nguyệt nhìn thấy túi y tế trên người phạm nhược tuyết thì liền nuốt nước miếng nói đây chính là bác sĩ mà anh mời đến sao vào lúc này phạm nhược tuyết cũng đã đi vào cô không hề nhìn những người khác chỉ nhìn lê văn vân và nói bệnh nhân đâu Tôi đưa cô qua đó." Lê Văn Vân nói. Nói xong, anh đứng dậy, nhìn mọi người một cái rồi dắt Phạm Nhược Tuyết đi về phía phòng bếp. Ở phía sau bếp, Thầy Từ và Tần Hoa, hai người ấy đang tất bật. Sau khi Lê Văn Vân giới thiệu ngắn gọn, Phạm Nhược Tuyết liền nắm lấy tay của Thầy Từ thăm khám thử. Một lúc sau, cố gật đầu, nói quả thực quỷ môn 13 châm có thể chữa khỏi được. Nói xong, cô thở dài và nói, "Ông sắp xếp một căn phòng yên tĩnh đi." bây giờ tôi sẽ châm cho ông. Thầy từ nghe thấy lời của Phạm Nhược Tuyết thì không nên được mà cả người đều run lẩy bẩy. Tần Hoa nhìn Phạm Nhược Tuyết với vẻ hơi lo lắng, hỏi cô thật sự không có vấn đề gì chứ. Lê Văn Vân điềm tĩnh nói, quỷ môn châm xuất hiện, Diêm Vương cũng phải nhường đường. Trên thế giới này, người còn biết quỷ môn 13 châm, cũng chỉ có một mình bác sĩ trước mặt ông mà thôi. Vẻ mặt Tân Hoa mừng rỡ, nói, vậy được, bây giờ tôi sẽ sắp xếp một phòng yên tĩnh cho cô. Thầy Từ nói, tôi đưa bác sĩ Phạm đi là được rồi, cậu ở đây trông chừng phòng bếp đi. Tần Hoa gật đầu, anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân, nói, vậy làm phiền anh cũng đứng đợi ở ngõ hẻm đi, món ăn sẽ lên bàn ngay thôi. Lê Văn Vân gật đầu, đi ra khỏi phòng bếp. Sau khi trở lại đầu ngõ, Trần Hiểu Nguyệt liền vội vàng hỏi, sao rồi? chương 47 cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Tôi nói rồi, bác sĩ mà tôi mời đến là người giỏi nhất trên thế giới này, chắc chắn có thể chữa được. Lê Văn Vân nói. Vưu Tường hừ một tiếng, rõ ràng là không tin lời Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân cũng lười nói nhiều, chỉ tiếp tục đợi. Khoảng gần mười mấy phút nữa trôi qua thì đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, tần hoa vẻ mặt hưng phấn chạy ra khỏi phòng. Bộ dạng của ông ta khiến cho mấy người đỗ tịch tịch bị sốc một trận. Vưu Tường cười khẩy, nói, xong rồi, có vẻ là anh ta tìm đại một tên lang băm, bên kia phát hiện mình bị lừa, nên qua đây để tính sổ phịch lúc này tần hoa đột nhiên chạy tới trước mặt lê văn vân rồi quỳ dạp trên mặt đất một cái phịch đầu bếp tần anh làm gì thế lê văn vân vội vàng đỡ anh ta cảm ơn người anh em thật sự cảm ơn vết thương của thầy đã khiến ông ấy khổ sở nhiều năm rồi anh không biết rằng việc không thể dùng dao đổi với một người đầu bếp mà nói nó tàn nhẫn đến mức nào đâu ngay lúc nãy sau khi bác sĩ phạm châm cứu thầy tôi ông ấy có thể cầm dao lần nữa rồi bác sĩ phạm nói châm thêm vài lần nữa thì có thể hoàn toàn hồi phục tần hoa quỳ xuống trước mặt lê văn vân nói cảm ơn anh thật sự cảm ơn anh khóe mắt anh ta đỏ hoe nước mắt chảy dài lê văn vân nhanh chóng đỡ ông ta dậy đáp lời đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi nếu như anh thực sự muốn cảm ơn thì đi cảm ơn bác sĩ phạm đi tôi chỉ giúp được một chút chuyện vặt mà thôi đỗ tịch tịch và những người khác ở bên cạnh đều đang ngớ người tình cảnh này cho thấy là người bác sĩ mà lê văn vân mời tới đã thực sự chữa khỏi tay cho thầy từ anh anh thế mà lại quen biết với bác sĩ hàng đầu như thế này hơn nữa lại còn là là một đại mỹ nữ siêu cấp đỗ tịch tịch kinh ngạc nói ánh mắt cô ấy và trần hiểu nguyệt nhìn lê văn vân đều không đúng lắm đúng thế càng nhìn càng thần bí bọn họ phát hiện bọn họ không hề hiểu lê văn vân một chút nào trong lúc nói chuyện bác sĩ phạm đã đeo túi thuốc đi ra khỏi phòng biểu cảm của cô vẫn là dáng vẻ lạnh lùng tân hoa lúc này đã được lê văn vân đỡ dậy ông ấy hít mũi một cái lau chút nước mắt nói mọi người chờ một chút tất cả đồ ăn đều đã sắp xong rồi dọn món lên ngay đây nói xong ông ấy đi đến chỗ bác sĩ phạm cảm ơn liên tục biểu cảm của phạm nhược tuyết vẫn bình thản như trước chỉ là nhẹ nhàng gật đầu sau đó đi về phía lê văn vân vừa rồi ở cổng gặp vài tên trộm vặt tôi thay anh thu thập bọn chúng rồi bọn họ nói là do trịnh hòa gọi đến lời vừa dứt lông mày diệp văn vân hơi nhúc nhích một chút còn vưu tường bên cạnh thì sắc mặt hơi thay đổi một chút trịnh hòa này sao vậy chứ mời người đến nhưng lại bị một bác sĩ giải quyết lại còn là một bác sĩ nữ trong lòng anh ta mắng một câu lê văn vân gật đầu nói được rồi ngồi xuống ăn chút gì không Bác sĩ Phạm lạnh lùng nhìn anh một chút, tôi không có tâm trạng ăn đồ ăn, anh quấy dày giấc ngủ của tôi, chờ sau khi anh về nhà tôi sẽ tính toán với anh cho đàng hoàng. Câu này của cô vừa dứt, những người khác đều sửng sốt một chút. Sau khi về nhà mới tính toán đàng hoàng, ý là Lê Văn Vân ở cùng với bác sĩ Mỹ nữ này. Trên gương mặt bình tĩnh của Diệp Mộng lóe lên một tia rung động, sau đó lại bình tĩnh như trước. Mà Đỗ Tịch Tịch thì tò mò hỏi, bác sĩ Mỹ nữ, cô ở cùng với Lê Văn. Lời cô ấy vừa nói được một nửa, Phạm Nhược Tuyết đã nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy một chút, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, cô không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài Lê Văn Vân. Chuyện này khiến Đỗ Tịch Tịch có chút xấu hổ. Lê Văn Vân thì cười cười, anh hiểu rất rõ tính tình của Phạm Nhược Tuyết, cũng không nói thêm gì, chỉ là cười tủm tỉm nhìn thoáng qua vương tường. Lúc anh đến, không có người đi theo, nếu như có người đi theo anh đã sớm phát hiện. Nhưng bây giờ người của Trịnh Hòa tìm đến, vậy thì kết quả chỉ có một, đó là Vưu Tường báo cho Trịnh Hòa là mình đang ở nơi này. Sau khi Vưu Tường liên tiếp bị vả mặt, anh ta cũng không nói gì nữa, ngồi một mình ở bên kia, sắc mặt đen nhánh. Lúc này, từng món ăn bắt đầu bưng lên bàn. Trường 48 con muốn tái hôn. Lê Văn Vân cầm đũa, nếm thử một miếng, hai mắt nhịn không được mà híp lại ngay. Wow, ngon quá, ngon thật đấy, đỗ tịch tịch ngồi bên cạnh hồ lên có chút khoa trương. Đúng, xác thực là rất ngon, Lê Văn Vân thề, đời này anh đã ăn qua không ít sơn hào hải vị, những bữa cơm này, chính là bữa cơm ngon nhất mà anh từng ăn trên đời, không có gì phải nghi ngờ cả. Ánh mắt diệp mộng lấp lóe, qua một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, người bác sĩ kia của anh, thật là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này sao? Lê Văn Vân nhớn mày, gật đầu hỏi trong mắt của tôi thì là như thế làm sao diệp mộng cắn răng nhìn vưu tường bên cạnh một chút lại không giải thích gì cúi đầu tiếp tục ăn cơm lê văn vân đại khái đã hiểu đoán chừng là cô cảm thấy trước mặt vưu tường cũng không tiện nói nhiều trong lòng anh rung động thoáng nhìn qua vưu tường cũng không hỏi nhiều nữa tiếp tục ăn cùng lúc đó vườn hoa trong khu cư xá nhà của nguyễn vũ đồng nguyễn vũ đồng hai mắt vô thần ngồi trên ghế sofa bên cạnh là ngô thị hương đang bưng bát cơm bà ta nhìn nguyễn vũ đồng nói vũ đồng à dù như thế nào thì cũng phải ăn một chút mới được nguyễn thị lệ bên cạnh đỡ cô ta vội vàng nói đúng thế chị vũ đồng chị ăn một chút đi không phải chỉ là cao phái thôi sao chỉ bằng vào ngoại hình và dáng người này của chị vũ đồng đừng nói là cao phái tìm một người tốt hơn anh ta cũng là chuyện dễ dàng nước mắt nguyễn vũ đồng lại chảy ra một lát sau cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô Thị Hương nói, mẹ, con hối hận rồi. Hử, Ngô Thị Hương nói theo bản năng, hối hận chuyện gì? Con hối hận vì ly hôn với Lê Văn Vân, Nguyễn Vũ Đồng lau nước mắt của mình. Ngô Thị Hương thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh. Hối hận, sao bà ta lại không hối hận cơ chứ? Lê Văn Vân trước kia ngoan ngoãn với bọn họ, bọn họ kêu làm gì thì làm đó, ba năm qua, không khác gì người hầu trong nhà bọn họ, một đồng tiền trong tay cũng đều nộp hết. Mà hiện tại, anh trở thành tổng giám đốc của một công ty, tiền của bao la, nếu như vẫn chưa ly hôn thì công ty này sẽ là của Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng mà thôi. Nguyễn Thị Lệ cũng như thế. Cái người cùng làm công ở công trường với Lê Văn Vân kia, lúc Lê Văn Vân vừa mua lại công ty, anh ta đã trực tiếp trở thành lãnh đạo của cô ta, lương một năm cả triệu tệ. Nếu như Lê Văn Vân không ly hôn với Nguyễn Vũ Đồng, lúc trước cô ta đối xử với Lê Văn Vân tốt một chút, nói không chừng lúc này cô ta đã là giám đốc nhân sự trong lòng cô ta thở dài một hơi lúc này mới ly hôn có mấy ngày tranh lệch lại thể hiện ra rõ ràng như thế con muốn tái hôn nguyễn vũ đồng lau nước mắt nói hử ngô thị hương và nguyễn thị lệ đều nhìn về phía cô ta con muốn tái hôn ngữ khí của nguyễn vũ đồng rất kiên định cùng lúc đó một tòa biệt thự nào đó của giang thành một người đàn ông trung niên đang cầm đồ chơi chơi với một đứa trẻ trên mặt ông ta treo dáng vẻ hiền lành nhưng nếu như là người quen biết với ông ta đều sẽ biết người này tuyệt đối không phải là một kẻ hiền lành gì cả ở Giang Thành tiếng tăm của ông ta lẫy lừng chính là người đầu tư sau lưng quán Ba Minh Mi cậu của Phan Minh Vũ Dương Hải gen 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 tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên bảo mẫu nhanh chóng ra mở cửa ở cửa hai người Phan Minh Vũ và Trương Chí Dũng đang đứng bên ngoài nhìn thấy hai người Dương Hải vội vàng đứng lên, đi đến khách sáo với Trương Trí Dũng, anh Trương. Trương Trí Dũng cười lạnh một tiếng, nói, Dương Hải, ông cũng đã nói, tôi đến Giang Thành thì sẽ không để tôi phải chịu một chút uất ức nào mà. Dương Hải nhìn gương mặt sưng phù của ông ta, nhíu mày lại, nói, đi đến thư phòng của tôi rồi nói. Trong thư phòng, Phan Minh Vũ kể hết mọi chuyện ra, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói cậu, chuyện này không thể cứ bỏ qua như thế được, anh ta đánh cháu một bà tải thì thôi đi, lại còn không chừa chút mặt mũi nào cho chú Trương. Cháu cảm thấy nên để thằng danh này. Chát, Trương 49 đây đúng là một người quá kỳ quái. Ngay lúc này, Dương Hải đột nhiên lại tát một cái lên má trái của Phan Minh Vũ. Phan Minh Vũ khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn Dương Hải. Lần trước ông đây đã dặn mày, bảo mày đừng nên trêu chọc anh ta, không được trêu chọc anh ta, người ta khó khăn lắm mới không so đo với mày, mày lại chạy đi tìm anh ta, có phải mày nghe không hiểu tiếng người không? Dương Hải giận dữ quát lên. Ép, Trương Trí Dũng bên cạnh nhíu mày lại, nói, Dương Hải à, chuyện này tôi cảm thấy đứa cháu này của ông không làm sai, tên nhóc kia cũng chỉ là người bên cạnh Đỗ Thương Bắc mà thôi, có gì phải sợ, về phía Đỗ Thương Bắc, tôi sẽ đi chào hỏi. Ông ta nhìn về phía Dương Hải nói, ông càng sống càng quả thời rồi, bây giờ thế mà lại còn sợ một thằng danh con đến thế. Nói xong, ông ta duỗi tay ra lộ ra một hình xăm nhỏ trên cánh tay nhìn thấy hình xăm này sắc mặt dương hải đột nhiên thay đổi sau đó cắn răng nói anh trương ông muốn làm gì khóe môi trương trí dũng nở một nụ cười nói tôi muốn người phụ nữ kia còn muốn thằng danh kia quỳ gối trước mặt tôi nhìn tôi và người phụ nữ kia vui vẻ ngoài ra trong bầu không khí kỳ quái bữa tiệc đã dần đi đến hồi kết trên bàn Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt mang vẻ mặt tò mò, không ngừng đánh giá Lê Văn Vân. Phạm Nhược Tuyết cũng xuất hiện, một lần nữa khiến cho Lê Văn Vân trong lòng họ trở nên thần bí. Đỗ Tịch Tịch nghĩ sau khi bố của mình được cứu, có phải đã mắc bệnh gì không, nên Lê Văn Vân đã giới thiệu cho ông ấy một bác sĩ. Mà Trần Hiểu Nguyệt lại nghĩ Lê Văn Vân đúng là quá kỳ lạ, lúc trước anh rất tự ti, những vừa rồi khi gặp chuyện ở tiệm nét thì lại trở nên rất cương quyết. Mới vừa ly hôn, lại ở cùng với một bác sĩ cực kỳ xinh đẹp. Đây đúng là một người quá kỳ quái. Vưu tường cúi đầu, bữa cơm này toàn sơn hào hải vị, mà anh ta không nềm ra mùi vị gì. Vì thầy từ không thể, chém đẹp, Lê Văn Vân nên trong lòng anh ta rất khó chịu, còn Diệp Mộng và Đỗ Tịch Tịch thì tương đối im lặng, luôn miệng nhai nuốt. Trong bầu không khí kỳ quái, đồ ăn trên bàn đồ nhanh chóng giảm bớt. Tính tiền, cuối cùng đã đến lúc này, Vưu Tường cảm thấy đã đến lúc anh ta có thể phát huy, anh ta vung tay lên, nói. Đỗ tịch tịch vội vàng nói, đàn anh Vưu Tường, hai người đến Giang Thành, làm sao để cho hai người trả tiền được, để tôi đi. Chuyện này làm sao có thể để gái sinh trả tiền được, để đàn ông chúng tôi chia đi. Nói rồi, anh ta cười nói với Lê Văn Vân, tôi nói không sai chữ, Lê Văn Vân. Mới vừa rồi anh ta đã nghe đỗ tịch tịch giới thiệu, tuy rằng bởi vì tay bị thương nên thầy từ nấu không nhiều món ăn lắm, nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ, ăn xong một bữa cơm, chi phí chia đều cũng lên đến 2, 3 ngàn, cả một bữa cơm ít nhất cũng phải hơn 10 ngàn. Cái giá này cũng chẳng kém hơn bao nhiêu so với tầng cao nhất của khách sạn Vạn Hào. Đương nhiên, nếu xét về hương vị, thì chút tiền này cũng là đảng giá. Theo như anh ta biết, chắc chắn tiền lương của Lê Văn Vân không cao, có lẽ sau khi lấy số tiền này ra thì sẽ rất xót ruột lê văn vân bĩu môi không để ý anh ta mà vưu tường nhìn thấy lê văn vân im lặng trong lòng càng thêm đắc ý hơn khóe môi nở nụ cười nham hiểm nói ôi chao tôi quên mất anh đã không còn là người nhà họ diệp bây giờ chỉ làm công ở công trường để anh chia một nửa tiền đúng là gây khó dễ cho anh bữa cơm này vẫn để tôi trả thì hơn nói rồi anh ta lại nhìn lê văn vân nói đến đây lê văn vân à anh làm việc ở công trường cũng mệt nhọc quả đi nếu không tôi giới thiệu một công việc cho anh, lần này anh về Lâm Hải với chúng tôi, nhà của chúng tôi ở Lâm Hải cũng được xem có chút thực lực, giới thiệu công việc cho anh cũng không phải vấn đề gì lớn. Đương nhiên, bởi vì anh đã từng ở tù nên chắc chắn không thể giới thiệu cho anh công việc gì có thể diện được. Vưu Tường cười tủm tỉm nói, anh đến công ty tôi làm vệ sĩ hoặc nhân viên dọn vệ sinh thì sao, đương nhiên, tiền lương trả cho anh sẽ không ít, 20.000 một tháng, hẳn là cao hơn rất nhiều tiền lương anh đi làm ở công trường nhỉ. Lời nói của Vưu Tường khiến những người khác hơi nhíu mày. Cho dù thế nào thì bữa cơm này đều do công sức của Lê Văn Vân cả. Bọn họ đều biết rõ, Vưu Tường nói những lời này chỉ hòng rẻ biểu Lê Văn Vân mà thôi. Lê Văn Vân sao có thể đến công ty của anh ta làm việc được? Chương 50 ngừng lại ngừng lại. Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn Vưu Tường, hờ hững nói, "Từ nãy đến giờ tôi đã từng nói muốn anh giới thiệu công việc cho tôi sao?" Vưu Tường nhíu mày nói, tôi cũng chỉ có lòng tốt mà thôi, nếu anh không muốn thì cứ quên đi, phục vụ, đến đây tính tiền, bao nhiêu tiền. Lúc này, Tần Hoa bước ra, ông ấy khách sáo nói với Lê Văn Vân, thầy của tôi nói cảm ơn anh Lê Văn Vân đã giúp đỡ, bữa cơm này không tính tiền. Sau này nếu anh Lê Văn Vân có muốn ăn thì đến lúc nào cũng được, miễn phí vĩnh viễn. Nghe được lời này, trong đôi mắt Đỗ Đô Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đã trở nên hâm mộ. Đỗ Tịch Tịch vội vàng nói, Lê Văn Vân, lần sau anh có đi thì nhở dắt theo tôi nữa. Lê Văn Vân cười, đứng dậy nói, vậy tôi cảm ơn thầy Tần và thầy Tư. Sau vài câu khách sáo, đoàn người đi ra khỏi ngõ hẻm, lúc này Đỗ Tịch Tịch mới hỏi, chúng tôi muốn đi núi Ngự Hương, mọi người có muốn đi cùng không? Núi Ngự Hương chính là một địa điểm du lịch khác của Giang Thành. Tôi thì thoải mái thôi, dù sao buổi chiều cũng không bận gì, Trần Hiểu Nguyệt nói, sau đó bọn họ lại nhìn về phía Lê Văn Vân. Vưu tường nhíu mày lại, hiển nhiên anh ta không thích dẫn Lê Văn Vân theo cùng. Chiều nay tôi còn có việc, Lê Văn Vân nói, nên sẽ không đi đâu. Trong lòng vưu tường thầm thở vào một hơn, nghĩ thầm, thằng oát này cũng coi như biết điều. Lê Văn Vân ngẫm nghĩ, rồi nói nhỏ bên tại Trần Hiểu Nguyệt, ra ngoài chơi nhớ để ý một chút. Anh nói để ý là về hai mặt, một là sợ người Hồng Nguyệt sẽ ra tay với đỗ tịch tịch thứ hai là Phan Minh Vũ và tên Trương Trí Dũng có thể sẽ tìm Trần Hiểu Nguyệt gây phiền toái. Đương nhiên, bên phía người gác đêm nhất định sẽ âm thầm phải người đi theo bảo vệ Đỗ Tịch Tịch. Trần Hiểu Nguyệt và Đỗ Tịch Tịch ở bên nhau, ngược lại sẽ an toàn hơn. Chờ mấy người đó rời đi, Lê Văn Vân mới đi về nhà. Vừa mới đến cửa cư xá, di động của Lê Văn Vân đã vang lên, anh mới vừa cầm di động đã phát hiện là Nguyễn Vũ Đồng gọi đến. Trong lòng anh thầm vui vẻ vậy mà nguyễn vũ đồng lại gọi điện thoại cho anh ta vào lúc này vừa rồi khi đến cửa cư xá anh đã nhìn thấy rõ một màn kia anh cười thầm sau đó nghe điện thoại bình tĩnh nói alo lê văn vân đầu bên kia của điện thoại vang lên giọng nói nức nở của nguyễn vũ đồng anh ở đâu chúng ta gặp mặt nhau đi không có gì để gặp mặt cả không phải lần trước tôi đã nói với các người rồi sao tôi và nhà của mấy người đã không còn liên quan gì đến nhau nữa chú đã cứu tôi một mạng, tôi chăm sóc các người ba năm, cho các người một căn nhà, cũng coi như là không ai nợ ai, Lê Văn Vận hờ hững nói. Không phải, tôi có chuyện muốn nói với anh, giọng nói của Nguyễn Vũ Đồng vẫn gấp gáp như trước, bây giờ tôi đã ra ngoài, chúng ta hẹn một nơi nào đó đi. Anh thấy quán cà phê trước cửa cư xả thì sao? Không có gì để nói cả, Lê Văn Vân nói. Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại. Sau đó xoay người đi vào bên trong cứ xá, khi anh vừa xoay người đi đến chỗ ra vào khu cư xá, trùng hợp nhìn thấy Nguyễn Vũ Đồng đi ra, hốc mắt cô ta đỏ bừng, và cô ta cũng thấy Lê Văn Vân, sau đó vội vàng chạy tới. Lê Văn Vân cau mày, nhìn Nguyễn Vũ Đồng đang đi về phía đây, nói, muốn nói chuyện gì thì cô nói thẳng ở đây đi. Sau khi nói xong chúng ta không cần gặp mặt, cũng đừng bao giờ liên lạc nữa. Nguyễn Vũ Đồng mấp máy môi nói, Lê Văn Vân, tôi đã chia tay với tên cao phái, anh ta chính là tên cặn bã. Lê Văn Vân nở nụ cười nói, thật ra hai mẹ con các người cũng không khác gì nhau, chia tay thật đáng tiếc, hai người đều chỉ gây tai họa cho người khác. Nguyễn Vũ Đồng sửng sốt một lúc, rồi cúi đầu nói, tôi biết, bây giờ anh rất hận chúng tôi. Cho đến tận khi mất đi tôi mới biết quý trọng, ba năm qua tôi và mẹ, còn cả người nhà tôi đều đối xử rất quá quát với anh. Nói tới đây, cô ta lại mím môi, ngẩng đầu hỏi, Lê Văn Vân, sau khi ly hôn xong anh vẫn luôn xuất hiện bên cạnh tôi, còn đặc biệt thuê một căn nhà trong cư xá hoa viên này, chính là vì muốn ở cạnh tôi, có phải anh còn thích tôi đúng không? Lê Văn Vân đã suýt thì xíu ngay tại chỗ, mẹ kiếp, anh sống ở cư xá hoa viên chỉ đơn giản là trùng hợp, chỉ vì mấy người phạm nhược tuyết thuê phòng ở chỗ này, có được không? Cô nghĩ nhiều rồi, Lê Văn Vân bĩu môi. Nguyễn Vũ Đồng lại cắn răng, nói, Lê Văn Vân, chúng ta tải hôn đi, lần này tôi sẽ sống cùng anh thật tốt, không bao giờ có suy nghĩ phản bội, vợ chồng chúng ta sống thật tốt, chỉ cần anh đồng ý, tối nay tôi có thể giao bản thân cho anh, không phải anh nói đã kết hôn 3 năm mà còn chưa từng nắm tay tôi sao. Tối nay anh muốn thế nào cũng được, chúng ta cùng sinh một đứa con. Ngừng lại ngừng lại, Lê Văn Vân vội vàng phất tay nói. Lúc này, nước mắt của Nguyễn Vũ Đồng đã tuôn rơi ảo ạt, cô nhìn Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, tôi thật sự không còn gì cả, đến anh cũng muốn vứt bỏ tôi sao. Audio điện tử võ tấn bền. chương 51 hối hận sao. Cửa cư xá hoa viên, tóc tại Nguyễn Vũ Đồng hơi rối trên mặt đầy nước mắt, cô ta nhìn Lê Văn Vân, dáng vẻ trông rất yếu ớt đáng thương. Mà chỉ mới mấy ngày trước, khi gặp mặt Lê Văn Vân cô ta vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ ăn trên ngồi trước, vẻ mặt ngập tràn chán ghét. Chỉ mới qua mấy ngày, thái độ của cô ta đã khác nhau một trời một vực. Đây chính là hiện thực, bây giờ tôi không còn gì nữa cả đến anh cũng muốn vứt bỏ tôi sao nguyễn vũ đồng nhìn lê văn vân nói với giọng điệu gần như là cầu xin lê văn vân nghe mà sởn hết cả gai ốc nếu những lời này thoát ra từ miệng của các cô gái khác thì cũng bình thường những là do chính miệng nguyễn vũ đồng nói ra làm cho anh cảm thấy cả người không khỏe cô dừng lại được rồi đó lê văn vân bình tĩnh nói cuộc hôn nhân của chúng ta vốn là một sai lầm tôi vì báo ơn còn cô thì không thể làm trái ý của bố cô nên hai ta mới kết hôn, hơn nữa cuộc hôn nhân giữa hai chúng ta chỉ là hình thức mà thôi. Đúng vậy, cuộc hôn nhân của bọn họ chính là sai lầm, nếu lúc trước Lê Văn Vân không mất trí nhớ, anh sẽ không bao giờ nhìn chúng loại người nông cạn hám giàu như Nguyễn Vũ. Đồng, nếu trong ba năm qua, Nguyễn Vũ Đồng và Ngô Thị Hương giống với những người bình thường thì có lẽ không sao. Nhưng mà mẹ con hai người, thật sự là một lời khó nói hết. Thứ hai, trong 3 năm qua cô đối xử với tôi như thế nào tôi nghĩ có biết rõ. 3 năm qua tôi cũng đã báo đáp đủ ân tình rồi. Từ khi tôi đặt bút xuống ký lên đơn ly hôn, giữa hai chúng ta đã hoàn toàn kết thúc." Lê Văn Vân nói. "Thứ ba, tuy rằng cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là hình thức, nhưng nhìn từ kết quả, cô đã cắm sừng tôi. Tôi không trả thù mấy người đã là giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Sau khi cô phát hiện tôi có tiền, rồi cao phải không cần cô thì cô lại về tìm tôi?" lê văn vân tôi vẫn chưa mất giá tới độ làm lốp xe dự phòng cho một người phụ nữ như cô giọng điệu của lê văn vân rất nhẹ lời của anh không quá khó nghe nhưng chính là sự thật nguyễn vũ đồng khóc lóc nói tôi biết tôi biết là tôi không biết quý trọng là tôi có lòng tham không đáy tôi thật sự biết sai rồi anh cho tôi thêm một cơ hội nữa không được sao lê văn vân nhàn nhạt nói nhà ở tôi đã để lại cho hai người chuyện giữa chúng ta tuyệt đối không còn khả năng nữa dừng lại ở đây thôi cô tự giải quyết chuyện của mình cho tốt, hôm nay đã nói rõ mọi chuyện với cô, từ hôm nay trở đi hai ta cũng sẽ phân rõ giới hạn, về sau tôi không can thiệp vào cuộc sống của hai người, hai người cũng đừng tới tìm tôi, nhất là mẹ cô, nếu cô lại đến công ty gây rối, đừng trách tôi không khách sáo. Anh hiểu quá rõ Ngô Thị Hương, bây giờ cao phải vứt bỏ Nguyễn Vũ Đồng, bọn họ không có chỗ mọi tiền, vì tài sản, Ngô Thị Hương sẽ ép anh phục hôn, hoặc nhất định sẽ chạy đến công ty gây rồi nguyễn vũ đồng đứng sướng ra trong suy nghĩ của cô ta và ngô thị hương còn có cả nguyễn thị lệ nhất định là lê văn vân vẫn còn thích cô ta nhưng mà biểu hiện bây giờ của lê văn vân quả quyết liệt cô ta thầm cười khổ trong lòng nói đúng vậy bây giờ những cô gái xuất hiện bên cạnh anh ai cũng đều không hề kém tôi bây giờ anh còn có tiền muốn người phụ nữ nào tốt hơn tôi mà không được anh nhất định chướng mắt tôi lê văn vân không trả lời cô anh cảm thấy mình đã nói hết rồi bây giờ anh không muốn có bất kỳ quan hệ nào với gia đình này nữa. Anh không hề để ý tới Nguyễn Vũ Đồng, xoay người đi vào bên trong cư xá. Nguyễn Vũ Đồng đờ đẫn đứng ở cửa cư xá nhìn theo bóng dáng của Lê Văn Vân, trong lòng cô ta có hơi hoảng hốt. Mấy ngày qua, cuộc sống của cô ta đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hối hận sao? Cô ta thật sự hối hận, hối hận đến xanh của ruột. Trong lòng cô ta trống rỗng, thất hồn lạc phách đi về nhà. Thật ra Lê Văn Vân không quá để ý, anh đi thẳng về nhà, vừa mở cửa ra anh phát hiện Lý Tiểu U và Phạm Nhược Tuyết đang ngồi ăn cơm trong phòng bếp. Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi, không phải lúc nãy hai người còn đang ngủ sao? Phạm Nhược Tuyết hờ hững nhìn anh, nói, bị anh đánh thức, sau đó không ngủ được nữa. Không phải là vì tôi cứu người sao? Lê Văn Vân ho khan, rồi nói. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói, đúng rồi, hai tên trộm kia khai là người của trịnh hòa sao anh lại đụng chạm đến anh ta rồi lê văn vân cười khổ kể lại đầu đuôi chuyện đỗ tịch tịch kéo anh ra làm lá chắn sau khi phạm nhược tuyết nghe xong thì cười như không cười nói phụ nữ bên cạnh anh đúng là nhiều như sao lúc thì giả vờ làm bạn trai của đặng hân hân lúc thì lại giả vờ làm bạn trai của đỗ tịch tịch ôi cũng đâu còn cách nào do tôi quá ưu tú tôi cũng buồn lắm chứ Lúc nào cũng hấp dẫn được chú ý của phụ nữ, Lê Văn Vân cười ha ha nói. "Ôi chao, Lý Tiểu U xì lên khinh miệt. Chương 52 anh đừng đi thì hơn." Phạm Nhược Tuyết lườm Lê Văn Vân một cái, sau đó không ba hoa với anh nữa, mà nói, "Nếu Đô Tịch Tịch nói cô ta là bạn gái của anh, vậy thì phù hợp với đề nghị lần trước tôi đã nói với anh, anh dùng thân phận bạn trai cô ta xuất hiện bên cạnh cô ta để bảo vệ đi." "Có anh." "Đây." Tôi và Tiểu U với những người khác có thể về trước. Đừng làm vậy, muốn đảm bảo an toàn cho cô ta thì còn rất nhiều cách, ví dụ như làm vệ sĩ cho cô ta. Đến công ty cô ta làm, Lê Văn Vân nói. Khóe môi Phạm Nhược Tuyết hơi cong lên, nói, vậy được, một lát nữa tôi nói với Đỗ Thương Bắc, sau đó sắp xếp để anh đến công ty bọn họ làm, còn về chức vụ thì do Đỗ Thương Bắc sắp xếp cho anh, hẳn là sẽ làm cấp dưới của Đỗ Tịch Tịch, không phải anh nói hoa hồng đỏ đã đến Giang Thành sao? hy vọng lần sau gặp mặt anh có thể cầm theo đầu hoa hồng đỏ đến gặp chúng tôi lê văn vân nhíu mày hỏi mấy người phải rời đi sao phạm nhược tuyết và lý tiểu u gật đầu nói nhiệm vụ bên này đã kéo dài quá lâu lần này hồng nguyệt quá bí ẩn chúng tôi còn chuyện khác cần làm nếu bây giờ anh đã hồi phục và âm thầm quay lại thì để một mình anh ở đây cũng đã đủ rồi nói đến đây cô lại do dự nói tóm lại cô hết sức đừng để lộ thân phận của anh nước cờ là anh sẽ được giữ lại sau này là nước cờ quyết định. Lê Văn Vân cao mày, rồi sau đó thở ra một hơi nói cũng đúng. Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân, cao mày nói, còn nữa, lần này cẩn thận một chút, đừng làm bản thân bị thương, mà không phải lúc trước anh định về Lâm Hải giải quyết vài chuyện trước kia sao. Ừ, Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng là vậy, chuyện ở Giang Thành và Đỗ Tịch Tịch cũng chỉ là một nhiệm vụ mà thôi, nếu không xảy ra bất ngờ, sau khi tìm hiểu rõ chuyện này tôi sẽ đi. Vậy được, sau khi đến đó nhớ tìm tung tích của số 2. Phạm Nhược Tuyết ngẩng đầu nói. Trong lòng Lê Văn Vân hơi kích động nói, mấy người phát hiện ra tung tích của số 2. Ba năm trước, số 2 chính là người cùng đến Giang Thành chấp hành nhiệm vụ với Lê Văn Vân. Lần ấy, người giác đêm số 7 đã chết ngay tại chỗ, còn số 2 mất tích. Lê Văn Vân mất trí nhớ. Phạm Nhược Tuyết lắc đầu nói, chỉ có một ít dấu vết để lại mà thôi. Vừa mới nhận được tin tức, Bên Lâm Hải phát hiện được hai cái xác, nhìn từ cách thức ra tay thì là do số 2 làm. Lê Văn Vân kinh ngạc nói, người thường. Không biết, Phạm Nhược Tuyết nói, tóm lại sau khi anh đến Lâm Hải, nếu có thời gian thì đi tuần tra, trước kia số 2 chỉ tin tưởng một mình anh thôi. Lê Văn Vân thở ra một hơi nói, tôi đã biết. Phạm Nhược Tuyết suy nghĩ một lúc, rồi dặn dò nói, đúng rồi, để giúp anh bớt ít phiền phức, tôi sẽ giúp anh giải quyết chỗ Trịnh Hòa. Giải quyết như thế nào? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Khiến nhà bọn họ phải phá sản. Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh nói. Lê Văn Vân cứng họng. Nhưng nhìn từ tình hình chung mà nói thì nhà Trịnh Hòa làm ăn buôn bán có thể nói là thủ đoạn nào cũng dám dùng. Loại người làm ăn thất nước này đúng là nên chịu một ít trừng phạt. Người giác đêm làm một nhà họ Trịnh nho nhỏ phá sản chỉ là chuyện bó như con kiến mà thôi. Nói rồi Phạm Nhược Tuyết đặt chén đũa xuống đứng dậy nhìn đồng hồ xe bọn họ chắc là đã sắp đến rồi lát nữa anh thu dọn những thứ này tôi và tiểu u phải đi rồi lê văn vân gật đầu nói tôi tiễn hai người đi lý tiểu u ngẩn ra sau đó vẻ mặt cô ấy lộ ra tia xấu hổ anh đừng đi thì hơn vì sao chứ lê văn vân kinh ngạc hỏi lý tiểu u mím môi nói người đến đón chúng tôi là người rác đêm số không hiện tại đôi mắt lê văn vân hơi nhíu lại Người rác đêm chính là tổ chức thần bí của Viêm Hạ, bọn họ sở hữu những người có sức chiến đấu vô cùng siêu việt. Mà người rác đêm số không chính là người mạnh nhất của tổ chức này. Nam Lê Văn Vân 18 tuổi đã vào người rác đêm, đến 21 tuổi trở thành người rác đêm số 0, từ sau đó, vị trí số 0 này chưa từng có ai giành được cho đến tận khi anh mất trí nhớ. Mất tích. Chương 53 vậy chúng tôi đi đây. Mà vị trí số không không thể để trống, đương nhiên sẽ có người khác bước lên. Bây giờ Lê Văn Vân vẫn chưa về lại, tương đương với việc anh phải định vị lại sức chiến đấu của anh một lần nữa, cho nên bây giờ số 0 đã thuộc về người khác. Lúc này, số 0 mới đến cư xá Hoa Viên, muốn đón Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U cùng với một loạt người rác đêm khác ở Giang Thành về. Khi nói đến đây, vẻ mặt Lý Tiểu Lộ ra chút xấu hổ nói, 3 năm qua anh không ở đây, số 0 cũng không thể nào để chồng được, không thể nào giữ lại cho anh được lê văn vân cười xoa đầu cô ấy nói em nghĩ cái gì vậy tôi không để ý đến tên gọi như thế đâu hơn nữa nếu như là của tôi tôi nhất định sẽ tự mình lấy về có điều nói đến đây vẻ mặt anh hơi động nói lần này mấy người rút khỏi giang thành hơn nữa còn điều động số không hẳn là phải chấp hành một nhiệm vụ khá là gian nan nhỉ cử ra số không còn chưa đủ còn phải dẫn thêm bác sĩ phạm bác sĩ phạm hé mắt nhìn anh không nói chuyện tôi không hỏi nữa tóm lại mấy người chú ý an toàn nếu có nguy hiểm thì liên lạc với tôi đầu tiên tôi nhất định sẽ đến ngay lê văn vân nhìn phạm nhược tuyết nói đầy nghiêm túc phạm nhược tuyết thở ra một hơi nói anh cũng vậy toàn bộ người rác đêm đều rút khỏi chuyện của giang thành chỉ còn lại một mình anh nhớ cẩn thận chút lê văn vân nhếch miệng cười suy một tiếng nói tôi ước gì tất cả người của hồng nguyệt đều tập trung lại để tôi giải quyết gọn một lần xong luôn một đám tạp nham Phạm Nhược Viết biết trình độ của Lê Văn Vân nên cũng không nói thêm nữa, cô đi về phòng kéo một cái vali ra nói, vậy chúng tôi đi đây. Lê Văn Vân thở ra một hơi, rồi đứng dậy đi xuống dưới lầu. Có một hàng xe dừng lại trước cửa cư xá hoa viên, chiếc xe đứng đầu là một chiếc xe Việt giã len rover màu trắng xám, có một người trẻ tuổi đứng trước cửa xe, đầu cắt tóc húi cua, mặc cái áo màu đen rẻ tiền, phía dưới mặc quần đi biển, dưới chân mang một đôi dép lào mới nhìn thì thấy anh ta trong 24, 25 tuổi, làn da ngăm đen, cơ thể không cao. Nếu như bình thường, mới nhìn thoáng qua thì sẽ cảm thấy người này là một tên ngốc cả lơi phất phơ. Nhưng khi thấy anh ta dựa lưng lên chiếc xe Land Rover cao lớn xa hoa, thì ánh mắt mọi người nhìn anh ta đã thay đổi. Người này, đúng là người giác đêm số không hiện tại. Lữ Dương, anh ta đứng trước cửa lẳng lặng chờ đợi, trong đôi mắt mang theo vẻ chờ mong bên trong cứ xả hoa viên lê văn vân kéo hai vali của phạm nhược tuyết và lý tiểu u bước ra vẻ mặt anh rất kinh ngạc nói đây chính là người rác đêm số không mới vào ba năm mà cô nói còn chưa đến ba năm lý tiểu a nói anh ta đã đến khi anh còn chưa mất tích có điều mọi người chưa gặp nhau cũng giống như anh anh ta phất lên rất nhanh bây giờ trở thành người rác đêm số không tốc độ phát triển của anh ta còn nhanh hơn so với anh nữa lê văn vân gật đầu chưa đến 3 năm mà đã trở thành người giác đêm số 0, tốc độ này đúng là nhanh hơn anh một chút, thực tế năm đó anh phải làm số 17 mất 3 năm mới trở thành người giác đêm số 0. À, có chút thú vị, khóe miệng Lê Văn Vân giật giật. Bọn họ nhanh chóng ra đến cửa cư xá hoa viên, ngoài cửa, Lữ Dương lập tức đi lên đón, anh ta không hề để ý đến hai người Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U, mà đi thẳng đến trước mặt Lê Văn Vân, rồi sau đó nhìn Lê Văn Vân chầm chầm, hỏi anh chính là Lê Văn Vân sao? Lê Văn Vân gật đầu nói, anh chính là Lữ Dương nhỉ? Số không hiện tại. Trên mặt Lữ Dương lướt qua sự ngạo nghế, nói, đúng là tôi. Lê Văn Vân nhìn anh từ trên xuống dưới, trong lòng thầm kinh ngạc, người này thật sự không giống một cao thủ, cách ăn mặc của người này còn khó có thể hình dung hơn cả anh nữa. Đáng tiếc, nếu không phải người ở đây quá nhiều, tôi thật sự muốn đầu với anh một trận, Lữ Dương nói, tuy rằng tôi trở thành số không, nhưng mà trong người giác đêm vẫn còn một vài người cảm thấy tôi không phải đối thủ của anh, tôi cảm thấy nên chứng minh cho bọn họ biết, người giác đêm bây giờ đã thành thiên hạ của tôi. Khi Lê Văn Vân nghe được lời này, lông mày hơi nhíu lại. Sau đó sở mũi nói, thật ra bọn họ nói không sai, đúng là anh không đánh lại. Vậy sao, trên mặt Lữ Dương lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Mấy người muốn phá nát cái cửa này à? Phạm Nhược Tuyết trừng mắt, sau đó nhìn về phía Lê Văn Vân nói, được rồi, anh về đi, chúng tôi đi đây, nhớ kỹ chuyện anh đã đồng ý với tôi, ở Giang Thành không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lê Văn Vân gật đầu. Lữ Dương lại bĩu môi nói, đáng tiếc, lần sau gặp mặt, tôi nhất định sẽ đánh cho rằng anh dụng đầy đất. Lần sau gặp mặt, chỉ sợ anh sẽ quay lại vị trí sổ một, Lê Văn Vân thở dài một hơi nói. Phạm Nhược Tuyết cảm thấy nếu hai người tiếp tục nói nữa thì sẽ đánh nhau ở cửa mất, vội vàng kéo vali đi về phía xe. Lữ Dương nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, sau đó đi vào xe, khởi động xe, một hàng bốn năm chiếc xe từ từ chạy đi, rời khỏi Giang Thành. Trường 54 hình như anh ta là bạn trai của phó giám đốc tịch. Nhìn hàng xe chạy đi, Lê Văn Vân cũng đi về nhà. Vừa mới về đến nhà, Đỗ Thương Bắc đã gọi điện đến. Alo, Lê Văn Vân nghe điện thoại. Alo, là Lê Văn Vân sao? Vừa rồi bác sĩ Phạm đã gọi điện thoại nói với tôi. Đỗ Thương Bắc nói rất khách sáo, lần này lại làm phiền cậu nữa rồi. Đây là việc tối nên làm mà thôi." Lê Văn Vân cười nói. "Tôi sắp xếp cho cậu chức vụ là thư ký phó giám đốc, bây giờ Tịch Tịch đã là phó giám đốc trong tập đoàn chúng tôi, nhưng cho dù nó có công việc gì thì với cậu cũng chỉ là một công việc nhàn hạ." Đỗ Thương Bắc nói, "Còn về thù lao, cậu cảm thấy tôi cho cậu bao nhiêu thì thích hợp, cho cậu 5% cổ phần được chứ?" Lê Văn Vân không từ chối anh cũng không thể bảo vệ không công được, trong người rác đêm cũng không có yêu cầu cứng nhắc, dù sao thành viên người rác đêm cũng phải nuôi sống người nhà của mình. Trước kia, khi Lê Văn Vân chấp hành nhiệm vụ đều có rất nhiều cổ phần trong các công ty lớn. 5% cổ phần không tính là nhiều, đương nhiên cũng không phải ít. Tôi không có vấn đề gì." Lê Văn Vân gật đầu nói. "Vậy được, sáng mai cậu đến công ty đi, đến lúc đó đến tìm tôi luôn, tôi dẫn cậu đến đăng ký." Bộ phận nhân sự là được, Đỗ Thương Bắc nói. Lê Văn Vân gật đầu, cúp điện thoại. Ngày hôm sau, Lê Văn Vân ngủ đến 10 giờ mới bỏ dậy, sau khi ăn sáng qua loa thì anh chậm chạp ngồi tàu điện ngầm đi đến công ty Đỗ Thương Bắc. Rất nhanh, anh đã đến dưới lầu công ty, sau đó đi thẳng đến bàn Lễ Tân. Bàn Lễ Tân, một cô gái xinh đẹp nhìn thấy Lê Văn Vân, đôi mắt hơi sáng lên, hiển nhiên là đã nhận ra anh cô ta nhìn lê văn vân rồi cười ngọt ngào nói anh đến tìm phó giám đốc đỗ đỗ tịch tịch sao lê văn vân kinh ngạc hỏi cô biết tôi sao cô gái lễ tân cười đầy mập mờ nói bây giờ trên dưới công ty có ai là không biết anh chứ anh chính là bạn trai của phó giám đốc đỗ chúng tôi lê văn vân hết chỗ nói rồi lần trước khi anh đến đây đỗ tịch tịch đã tuyên bố trước mặt mọi người anh chính là bạn trai của cô ấy lúc đó có không ít người còn quay video lại có lẽ sau đó video đã lan truyền như điên trong diễn đàn của công ty. Lê Văn Vân gãi đầu nói, được rồi. Cô gái Lễ Tân lại cười với anh, lấy một tấm thẻ trong quầy ra đưa cho Lê Văn Vân nói, quét thẻ là có thể đi vào. Lê Văn Vân gật đầu, khi anh vừa định lấy tấm thẻ, lúc này, có một bóng người đến, giành lấy tấm thẻ rồi quát, nhân viên Lễ Tân các cô làm việc thế nào vậy? Sao có thể tùy tiện cho một người thượng vàng hạ cám vào trong công ty, ngộ nhỡ đồ trong công ty bị trộm mất, thì mấy người gánh nổi trách nhiệm sao? Tổng, Tổng Giám Đốc Tạ, cô gái lễ tân vội vàng cúi đầu nói, nhưng mà... Hình như anh ta là bạn trai của Phó Giám Đốc Tịch. Bạn trai cái rắm, sao tôi không biết Tịch Tịch có bạn trai? Tên Tổng Giám Đốc Tạ gầm rít lên. Lê Văn Vân nhìn về phía anh ta, người trước mặt này cao hơn anh một chút, trông rất đẹp trai, tây trang phẳng phiu, dáng vẻ tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Anh ta nhận ra Lê Văn Vân đang nhìn mình thì cười lạnh một tiếng, rồi nói anh muốn tìm người thì ra ngoài cửa chờ, công ty chúng tôi không thể cho người không phận sự đi vào. Cũng không coi dáng vẻ của mình thế nào, chỉ nhìn dáng vẻ như chai bao của anh mà xứng đối với tịch tịch sao. Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Cường Thịnh Chính là tòa nhà văn phòng lớn nhất trong các tòa nhà văn phòng ở Giang Thành, hơn nữa còn là của riêng tập đoàn Cường Thịnh. Là nhà giàu số 1 Giang Thành, tài sản của Đỗ Thương Bắc trải rộng khắp các ngành nghề của Giang Thành, nhân viên của công ty cũng rất nhiều. Lúc này ở lầu một tập đoàn cường thịnh, Lê Văn Vân mặc một cái áo thun cũ và quần đùi. Bình thường, dưới chân đang mang một đôi giày thể thao trông cũ nát. Tuy rằng bây giờ anh đã khôi phục ký ức, nhưng mà Lê Văn Vân vẫn không đi mua quần áo, anh tự động bỏ qua chuyện này. mươi 55 anh dựa vào đầu chứ. Bộ quần áo này anh đã mua từ khi còn ở bên Nguyễn Vũ Đồng, phần lớn đều là đồ rẻ tiền. Còn đứng cạnh Lê Văn Vân, giám đốc tạ khôn lại mặc tây trang phẳng phiêu, đẹp trai ngút trời của bộ phận tiêu thụ thuộc tập đoàn cường thịnh lại cười lạnh nhìn lê văn vân nói ngồi chờ ở ngoài đi anh bước vào tòa nhà công ty tôi sẽ hạ thấp công ty tôi quần áo của vệ sĩ và lao công của công ty chúng tôi còn đẹp hơn bộ đồ trên người anh nữa với dáng vẻ này của anh tịch tịch có thể coi trọng anh sao đúng là buồn cười đến rụng răng tạ khôn khinh thường nói ba năm qua lê văn vân đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần rồi anh đã sớm quen thuộc nhún vai tỏ vẻ không hề hấn gì, sau đó nhìn cô gái Lễ Tân nói, mấy người cũng đã nghe là anh ta bảo tôi đi, chứ không phải là tôi tự đi. "Hả?" Cô gái Lễ Tân ngẩn người. Trong tập đoàn Cường Thịnh, Tạ Khôn cũng được xem như tuổi trẻ tài cao, anh ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở nước ngoài, sau đó đến tập đoàn Cường Thịnh, mới mấy năm đã leo lên được vị trí giám đốc kinh doanh, năng lực cực kỳ xuất sắc. Tuy rằng anh ta chưa bao giờ biểu hiện công khai nhưng mà tất cả mọi người trong công ty đều biết anh ta có ý với đỗ tịch tịch tai tiếng của lê văn vân và đỗ tịch tịch làm anh ta rất khó chịu cho nên khi vừa thấy lê văn vân anh ta đã lộ ra địch ý đáng sợ tạ khôn cho rằng lê văn vân nghèo hèn thậm chí người này còn không dám chủ động phản bác lại hai cầu của anh ta anh ta cười lạnh nói tôi nói sao làm vậy đi ra ngoài nhanh đi ra ngoài nhanh lê văn vân móc di động ra tìm số điện thoại đỗ thương bắc gọi cho ông ấy Tạ Khôn hơi nhíu mày lại, sau đó cười lạnh nói, "Mặc dù tịch tịch ở đây, hôm nay anh đừng mơ bước vào công ty nửa bước." Lê Văn Vân không đáp lại anh ta, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, trong điện thoại là tiếng Đỗ Thương Bắc nói, "Alo, Lê Văn Vân à, cậu tới rồi sao?" "Cậu đến quầy lễ tân lấy thẻ là có thể vào được." "Không thể nào lấy được." Lê Văn Vân thở dài một hơi nói, "Dưới lầu có một tên khỉ muốn đuổi tôi đi ra ngoài, vừa lúc tôi vẫn chưa tỉnh ngủ." nên tôi về nhà ngủ một giấc nữa đây. Cái gì? Đỗ Thương bác vội vàng nói, Lê Văn Vân, cậu đừng tức giận, tôi lập tức đi xuống xử lý chuyện này. Thật nguy hiểm, ông ấy biết được sự tồn tại của người rác đêm, cũng biết bây giờ mình đang bị theo dõi, lúc trước Phạm Nhược Tuyết đã nói với ông ấy, bây giờ toàn bộ người rác đêm đều đã rút đi, an toàn của Đỗ Tịch Tịch đều dựa vào Lê Văn Vân cả, tuy rằng ông ấy cũng sắp xếp cho cô ấy vài tên vệ sĩ nhưng mà ông ấy biết rõ, so với Lê Văn Vân thì trình độ những tên vệ sĩ mà ông ấy mời đều chỉ là tép siêu. Thế mà bây giờ lại có người chọc vào Lê Văn Vân, ngộ nhỡ Lê Văn Vân thật sự buông tay không làm, đỗ tịch tịch xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, ông ấy không kìm được cơn tức, nói tiếp, cậu chờ một lát, tôi đã đến cửa thang máy rồi. Lê Văn Vân cười nói, vậy được, tôi chờ ngài. Nói rồi, anh cúp điện thoại, cười tủm tỉm nhìn tạ khôn tạ khôn cười lạnh nói gọi xong rồi à rồi sao nữa tôi nói rồi hôm nay dù đỗ tịch tịch có đây anh cũng đừng mơ bước vào tòa nhà này lê văn vân chỉ cười nhìn anh ta rồi đi đến số pha ở sảnh lớn ngồi xuống tạ khôn thấy lê văn vân vẫn chưa rời đi đi qua chừng mắt hỏi tôi bảo anh rời khỏi tòa nhà anh nghe không hiểu sao anh dựa vào đầu chứ lê văn vân trợn mắt hỏi dựa vào việc tôi chính là giám đốc bộ phận tiêu thụ của tập đoàn cường thịnh là cấp quản lý của tập đoàn Cường Thịnh. Lương một năm một triệu, vậy đủ chưa? Trong giọng điệu của anh ta ẩn chứa kiêu ngạo. Ồ, Lê Văn Vân không quan tâm nói, không biết, còn tưởng rằng anh là Đỗ Thương Bắc nữa chứ. Tên của Tổng Giám Đốc Đỗ là cái mà anh có thể gọi thẳng sao? Tạ khôn chừng mắt. Tạ khôn, cậu đang làm cái gì đó? Ngay lúc này, ở sảnh lớn tầng 1, một, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Tiếng quát vừa dứt, cả tầng 1 đều rơi vào im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa thang máy, Đỗ Thương Bắc đang nổi giận đùng đùng chạy ra. Tổng giám đốc Đỗ, Tổng giám đốc Đỗ, chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cúi đầu chào hỏi. Đỗ Thương Bắc không nhiều lời, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ông ấy đi thẳng qua sảnh lớn, đi tới trước chỗ Lê Văn Vân đang ngồi, sau đó khom lưng nói, Lê Văn Vân, là tôi quản lý người không chu toàn. Cậu đừng nóng giận, tôi sẽ xử lý tốt. Tạ khôn ngơ ngác ra. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 56 vẻ mặt tạ khôn lập tức biến đổi. Anh ta luôn cho rằng Lê Văn Vân chỉ là một người mà đỗ tịch tịch vớ tạm để viện cớ với Trịnh Hòa mà thôi, có lẽ hai người có quen biết, nhưng nhất định không thể nào là bạn trai của đỗ tịch tịch. Hơn nữa, cho dù Lê Văn Vân là bạn trai đỗ tịch tịch, đỗ thương bác chính là bố vợ của anh, cũng sẽ không đến mức cúi đầu xin lỗi anh như vậy chứ. Trong nháy mắt, anh ta chỉ cảm thấy đầu óc đóng băng, Tất cả trống rỗng. Lúc này, Đỗ Thương Bắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía tạ khôn. Tổng giám đốc Đỗ, tôi thấy cách ăn mặc của anh ta. Không xứng với công ty chúng ta. Tôi, anh ta đã lắp ba lắp bắp. Cậu đi làm ở công ty nhiều năm như vậy, thế mà học ra được nhìn mặt mà bắt hình rong. Đỗ Thương Bắc nhìn tạ khôn, giọng điệu rất phẫn nộ nói. Bắt đầu từ hôm nay, cậu đã rút khỏi vị trí giám đốc kinh doanh, đến chi nhánh công ty đi vẻ mặt tạ khôn lập tức biến đổi. Bây giờ anh ta chính là giám đốc kinh doanh của công ty mẹ mà phải đi đến công ty chi nhánh, vậy chính là giảng mất vài cấp rồi. Còn nữa, bây giờ lập tức xin lỗi Lê Văn Vân ngay. Đỗ Thương Bắc sầm mặt nói. Vẻ mặt tạ khôn cực kỳ khó hiểu. Vì người trước mặt này mà Đỗ Thương Bắc lại muốn giảng trước anh ta. Còn không xin lỗi, hay là muốn tự thu dọn đồ đạc cút đi. Đỗ Thương Bắc khẽ quát một tiếng nói. Tạ khôn cắn chặt răng, sau đó đi tới bên cạnh Lê Văn Vân, cúi đầu, khom lưng nói, thành thật xin lỗi anh Lê, tôi không nên nhìn mặt mà bắt hình rong. Vừa rồi là sai lầm của tôi, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi. Đỗ Thương Bắc cũng nhìn về phía Lê Văn Vân. Anh có thể nhìn ra được Đỗ Thương Bắc không muốn người này rời đi, nói cách khác, tên tạ khôn này thật sự rất có năng lực. Lê Văn Vân vẫy tay nói, ngài xử lý tốt là được. Đỗ Thương Bắc thở vào nhẹ nhõm một hơi, ông ta hung dữ nhìn thoáng qua tạ khôn sau đó dẫn lê văn vân đi đến thang máy chờ đến khi lê văn vân và đỗ thương bắc biến mất ở bên trong thang máy anh ta mới hạ mông ngồi xuống sofa vẻ mặt rất sầu thảm quanh đó những người vừa thấy cảnh tượng này đã sợ ngây người bọn họ bắt đầu tò mò về thân phận lê văn vân vào bên trong thang máy đỗ thương bắc thấy lê văn vân không còn tức giận nữa lúc này mới thở phào một hơi rồi nói sau này có lẽ sẽ phải làm cho cậu uất ức một chút con gái của tôi đã bị tôi chiều hư hơn nữa con bé còn rất tò mò về cậu có lẽ sẽ không sao cả lê văn vân cười nói đỗ thương bắc cười trừ sau đó lại nghiêng đầu hỏi đúng rồi lần trước tịch tịch có nói cậu là bạn trai con bé thật ra tôi cũng rất hài lòng về cậu nếu không cậu cứ diễn giả thành thật luôn tịch tịch lớn lên cũng rất xinh đẹp tuy tính tình kỳ lạ một chút nhưng mà tính cách của con bé nếu sống chung cũng sẽ rất vui lê văn vân muốn xỉu luôn tại chỗ cứ như cái ông già này sợ con gái của mình không lấy chồng được vậy anh cũng không đáp lời đỗ thương bắc đưa anh đến bộ phận nhân sự làm thủ tục nhận chức sau đó lại dẫn anh đến văn phòng đỗ tịch tịch ông ấy gõ lên cửa rồi mở ra đỗ tịch tịch đang ngồi trên ghế làm việc cô ấy đeo cặp kính mắt trên người cô là bộ đồng phục tóc rối xù giống như là lần đầu tiên lê văn vân nhìn thấy cô ấy toát ra vẻ lạnh nhạt và trí thức tịch tịch bố dẫn thư ký của con đến đỗ thương bắc nói đỗ tịch tịch thả một phần văn kiện trên tay xuống vừa ngẩng đầu đã thấy lê văn vân trong đôi mắt cô ấy hơi sáng lên nhìn thấy phản ứng của đỗ tịch tịch khóe mắt đỗ thương bắc hơi lộ ra ý cười nói con hài lòng chứ hài lòng hài lòng trên mặt đỗ tịch tịch lóe lên sự tinh danh vậy được hai đứa nói chuyện đi, bố đi trước. Đỗ Thương Bắc nói xong thì chớp chớp mắt với Lê Văn Vân, đi ra khỏi văn phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Bên trong văn phòng, Đỗ Tịch Tịch tháo mắt kính xuống, đứng dậy, cười như không cười nhìn từ đầu đến chân Lê Văn Vân, tỏ vẻ cuối cùng anh cũng rơi vào tay tôi rồi. Vì không có hại, Lê Văn Vân lựa chọn nhìn thẳng vào cô ấy. Đỗ Tịch Tịch chú ý tới ánh mắt Lê Văn Vân, chừng mắt nói, mắt anh đang nhìn đi đâu đó lê văn vân ho khan một tiếng đi tới bên cạnh đặt mông ngồi xuống đô tịch tịch cười ha ha nói được bây giờ anh là cấp dưới của tôi tôi ra lệnh cho anh nói rõ anh làm sao cứu được bố tôi còn nữa đàn chị diệp mộng và đàn anh vưu tưởng nói anh phạm tội là chuyện gì nữa nói rõ từng chuyện lê văn vân cứng họng sau đó trợn mắt về phía đô tịch tịch nói vì đã từng thấy bố cô gặp phải nguy hiểm tôi mới thuận tiện cứu ông ấy còn về chuyện mà vưu tưởng nói cô cũng đã thấy thái độ của Vưu Tường với tôi, nhưng mà đúng là trước đó tôi có bị phạt thật, tôi bị hãm hại. Trường 57 nhanh chóng đi về phía tiệm nét. Chi tiết, tôi muốn biết chi tiết, Đỗ Tịch Tịch Trừng mắt nói. Lê Văn Vân không trả lời cô ấy, ngược lại chỉ nhíu mày hỏi, đúng rồi, Diệp Mộng và Vưu Tường đến Giang Thành để làm gì vậy? Đỗ Tịch Tịch thuận lợi bị rời đề tài, cô ấy chu miệng nói, bọn họ đặc biệt đến đây gửi thiệp cưới cho tôi, tiện thể đi du lịch một chút thôi lê văn vân im lặng sau đó không làm gì đặt mông trên sofa ở văn phòng rồi nhắm hai mắt lại này đỗ tịch tịch nhìn thấy lê văn vân nằm xuống vội vàng quát anh đến làm thư ký của tôi chứ không phải làm ông tổ của tôi bây giờ xuống lầu mua cho tôi một ly cà phê tôi muốn uống nóng lê văn vân không phản ứng lại cổ lập tức nhắm hai mắt lại đỗ tịch tịch tức giận đến dậm chân hung giữ chừng mắt lườm lê văn vân rồi đi về lại trước bàn làm việc của mình cầm lấy văn kiện bắt đầu đọc. Lê Văn Vân lặng lẽ híp mắt nhìn cô ấy, phát hiện khi cô ấy làm việc cũng rất chăm chú. Anh định ngủ thêm một giấc nữa, nhưng trong lúc mơ màng anh cảm thấy có người đang đi nhanh về phía anh, anh đột nhiên mở trừng mắt, lập tức ngồi dậy. A, à, trước mặt anh, Đỗ Tịch Tịch bỗng nhiên nhìn thấy Lê Văn Vân đứng dậy, hét lên một tiếng, lập tức ngã phịch xuống đất. Nhìn thấy người đến gần mình là Đỗ Tịch Tịch, anh thầm thở phào một hơi anh làm gì vậy đỗ tịch tịch ngồi dưới đất chừng mắt lườm lê văn vân nói sao anh lại đột nhiên ngồi dậy làm tôi sợ muốn chết lê văn vân gãi đầu nói bỗng nhiên cô đến gần tôi là vì có việc sao đỗ tịch tịch vội vàng gật đầu nói hiểu nguyệt xảy ra chuyện an rồi cô ấy nhanh đưa điện thoại cho lê văn vân lê văn vân vừa cầm lấy di động đã thấy wechat trần hiểu nguyệt gửi đến nội dung wechat chỉ có hai chữ cứu tớ đồng thời còn đính kèm một định vị nơi đó chính là tiệm nét cô mở đám người phan minh vũ đã bắt đầu trả thù ánh mắt lê văn vân toát ra tia lạnh phan minh vũ đỗ tịch tịch sốt ruột nói ngày hôm qua sau khi tôi về nhà tôi đã kể cho bố nghe chuyện của hiểu nguyệt bố tôi cũng đã liên lạc với chủ dương sao bọn họ lại còn ra tay bây giờ tôi đi tìm bố đỗ tịch tịch cắn răng lê văn vân vừa giơ tay đã tóm được cô ấy mục tiêu của trương trí dũng là trần hiểu nguyệt hơn nữa bố cô đã gọi điện thoại cho dương hải mà bên kia vẫn quyết định ra tay điều này chứng tỏ rằng lời của bố cô không có tác dụng vậy làm sao bây giờ nước mắt đỗ tịch tịch đã sắp ứa ra cô đi thông báo cho bố cô bảo ông ấy tiếp tục gọi điện thoại cho dương hải lê văn vân liếm môi nói tôi sẽ đi đến tiệm nét nhất định bọn họ có rất nhiều người có thể còn có dao nữa đỗ tịch tịch nói yên tâm đi chỉ cần bọn họ vẫn chưa rời khỏi tiệm nét Tôi sẽ đưa Trần Hiểu Nguyệt khỏe mạnh về cho cô. Lê Văn Vân nói, đưa chìa khóa xe cô cho tôi. Trần Hiểu Nguyệt vội vàng gật đầu, chạy đến trước bàn làm việc ném chìa khóa xe cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân quay đầu nhìn về phía cô ấy, dặn dò một câu, đúng rồi, dù có thế nào cũng đừng rời khỏi đây. Đỗ tịch tịch gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy ra. Lê Văn Vân hấp tấp xuống lầu, rồi sau đó lái xe chạy thẳng tiệm nét. 10 phút sau, trước cửa tiệm nét trên cửa tiệm nét còn treo một tấm thẻ tạm dừng buôn bán ngoài cửa có hai người đang đứng bọn họ dựa lưng lên vách tường dáng vẻ trông rất cả lơ phất phơ thấy vậy lê văn vân thở phào nhẹ nhõm một hơi người còn canh giữ trước cửa chứng tỏ rằng trần hiểu nguyệt vẫn chưa bị bắt đi anh xuống xe nhanh chóng đi về phía tiệm nét vừa mới đi vào hai người ngoài cửa đã giơ tay nói anh bạn nhìn không thấy chữ bên trên sao tạm dừng buôn bán đi đến nhà khác đi Lê Văn Vân hơi nhíu mày lại, sau đó anh đột ngột giơ tay lên, gần như trong nháy mắt, hai người đó đã cảm thấy phía sau cổ như bị thứ gì đánh trúng. Ngay sau đó, hai người đã sụi lơ nằm trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, thậm chí bọn họ không nhìn thấy Lê Văn Vân ra tay như thế nào. Mà Lê Văn Vân đã đi thẳng đến cầu thang. Tiệm nét nằm trên cầu thang, ở lầu 2, anh vừa đến chỗ ngoặt lầu 1 thì đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng động. Gửi tin tức cho Đỗ Tịch Tịch có tác dụng sao? Tôi nói rồi, Đỗ Thương Bắc không quản được chuyện này, bây giờ lập tức gọi điện cho Lê Văn Vân, bảo anh ta lại đây. Đây là giọng nói của Phan Minh Vũ. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, tên khỉ gió đó dám tát ông đây một cái, trước đó còn bắt ông đây quỳ xuống, hôm nay tôi mà không giết chết anh ta, thì tên của tôi sẽ viết ngược lại. Chương 58 địa vị của ông rất lớn sao? Tôi không có số điện thoại của anh ta giọng nói của Trần Hiểu Nguyệt vang vọng xuống. Lê Văn Vân hơi thở phào. Phan Minh vũ nhíu mày lại, sau đó nhìn về phía bên cạnh nói, chú Trương, phía sau còn có một căn phòng, nếu không chú đưa cô ta vào trước đi. Chờ xong việc nhỏ này rồi để cháu giải tỏa một chút. Đừng nóng vội. Trương Chí Dũng lạnh lùng nói, chú đã nói chú phải khiến thằng quát con kia quỷ gối trước mặt chú, để cô ta tận mắt nhìn thấy. Dầm, dầm, dầm. Nghe đến đó, Lê Văn Vân không còn trần chờ nữa, nhanh chóng chạy lên cầu thang. Bên trong tiệm nét ước chừng có ba bốn mươi người, không giống với lần trước, lần này càng đông người hơn. Hơn nữa phần lớn bọn họ đều cầm vũ khí trong tay: dao kéo, ống thép, gậy bóng chày. Ngay khi Lê Văn Vân xuất hiện ở cửa, mọi người đều đồng loạt liếc nhìn về phía này. Lê Văn Vân, anh đến đây làm cái gì? Cách đó không xa, Trần Hiểu Nguyệt bị trói ở trên ghế nhìn dáng vẻ quấn chặt của cô trông rất có tính nghệ thuật. Khi cô vừa nhìn thấy Lê Văn Vân thì đã hét lớn một tiếng, đi mau. Đi, Phan Minh Vũ cười giữ tợn một tiếng nói, bây giờ muốn đi. Muộn rồi. Trong lúc nói chuyện, có mấy người nhanh chóng bao vây đến cửa cầu thang. Phan Minh Vũ cười như không cười nhìn Lê Văn Vân nói, cha cha, vốn tôi còn đang nghĩ làm sao để bắt anh lại đây, bây giờ tốt thật, tự mình nộp mạng. Lê Văn Vân sở mũi, nhìn vào bên trong cái bàn trước quầy ba có hai người đang ngồi cũng là hai người duy nhất được ngồi một người trong đó chính là trương trí dũng mà người còn lại chính là một người đàn ông trung niên anh hơi nhíu mày lại hiển nhiên hẳn người này chính là dương hải di động bên cạnh ông ta vẫn luôn rung lên lê văn vân đi về phía bọn họ thấy trên di động lóe lên ba chữ đỗ thương bắc di động ông đang kêu kìa lê văn vân nhắc nhở nói dương hải nghe thấy lê văn vân nói Phản ứng đầu tiên là hơi sửng sốt. Ông ta không ngờ, trong tình huống này mà Lê Văn Vân lại còn giữ được bình tĩnh như vậy. Ông ta nhìn Lê Văn Vân nói, ông Đỗ không quản được chuyện này. Tôi không nghe điện thoại là vì không cho ông ta quản chuyện này. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông ta, mấy người ngàn lần vạn lần không nên trêu chọc anh Trương. 2. Địa vị của ông rất lớn sao? Lê Văn Vân nhìn về phía Trương Chí Dũng hỏi. Địa vị của tôi lớn hay không cậu không cần biết. Tóm lại tôi không phải là người mà một người nhỏ bé như Đỗ Thương Bắc có thể chọc vào. Nói rồi, ông ta cười tùm tìm đứng dậy nói, không phải lần trước, thằng con nhà cậu rất ngông cuồng với tôi sao. Trần Hiểu Nguyệt cắn răng nói, thả anh ta đi, mấy người thả anh ta đi, tôi sẽ ngủ với mấy người. Lê Văn Vân kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ cô gái này rất khí phách đó. Từ cậu ta đã tìm đến cửa mà còn muốn chạy. Trương Chí Dũng cười nhạo một tiếng nói, chờ lát nữa khi hai chúng ta sung sướng, để cho cậu ta đứng nhìn bên cạnh, ngẫm lại thì rất kích thích đó. Phan Minh Vũ Liếm môi nói, chú Trương, cháu có thể đánh tên này một trận trước không? Dương Hải nhìn vẻ bình tĩnh của Lê Văn Vân, hơi nhíu mày lại, nhưng vẫn không nói chuyện. Trương Chí Dũng gật đầu nói, có thể, đừng đánh chết là được, chờ lát nữa chú còn phải để cậu ta xem phát sóng trực tiếp. Phan Minh Vũ Liếm môi, đi về phía Lê Văn Vân mà lê văn vân lại không di chuyển anh chỉ hơi hít mắt lại nhìn về hình xăm bên tay trương trí dũng hình xăm với những người trên thế giới này không tính là gì cũng chẳng ai quan tâm liếc mắt nhìn lại thì cũng chỉ là một hình xăm bình thường mà thôi hình xăm không lớn hình dạng một đóa hoa sen đang dần nở ra chính giữa hoa sen sen kẽ từng con dao găm thật nhỏ mắt thường cũng khó nhìn thấy được mà lê văn vân thì hiểu rõ hình xăm này đại diện cho tổ chức thần bí hồng nguyệt kia là tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới ngầm, bọn họ khống chế không ít người giàu có và tài phiệt trên thế giới. Lần này người Hồng Nguyệt tới Giang Thành vốn định ra tay với Đỗ Thương Bắc, nhưng điều bí ẩn là người giác đêm chỉ nhận được tin tức mà chưa điều tra rõ về thân phận của bọn họ. Ngược lại còn làm thiệt hại ba người của mình. Chỉ có một người duy nhất là bị Lê Văn Vân tắt chết. chương 59 Trương Chí Dũng nhíu mày lại. Lê Văn Vân cũng không ngờ rằng tên Trương Chí Dũng này lại là người Hồng Nguyệt. Hắn là Dương Hải có biết một chút ít, cho nên không dám trêu chọc. Đúng là người Hồng Nguyệt thì không phải là người mà Dương Hải hoặc là Đỗ Thương Bắc có thể trêu chọc được. Tổ chức này là nơi sát thủ tụ tập, tập trung những sát thủ cao cấp nhất trên thế giới, muốn đối phó một người bình thường như bọn họ thì đúng là chuyện bó như con kiến. Hơn nữa, thuộc hạ của Hồng Nguyệt còn khống chế rất nhiều người giàu có, những người giàu có này cấu kết lại thì cũng sẽ tạo thành một lực lượng kinh tế khủng bố vào lúc Lê Văn Vân đang tự hỏi, Phan Minh Vũ đã cầm một cây gậy bóng chảy đi đến trước mặt Lê Văn Vân, đứng lại, sau đó nhếch miệng cười nói với Lê Văn Vân, thấy má phải của tôi không? Bây giờ vẫn còn sưng. Tôi đánh mà, Lê Văn Vân hơi mỉm cười, dáng vẻ vẫn bình tĩnh thong dong như trước. Bên cạnh, cảm xúc của Trần Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn mất khống chế, cố gào thét nói, Lê Văn Vân, anh mau chạy đi, tôi không chửi anh hèn nữa, anh mau chạy đi, Phan Minh Vũ cười lạnh nhìn về phía Lê Văn Vân nói, anh nhớ rõ là được. Anh ta điên cuồng quay gậy bóng chảy tay, nhìn đôi tay Lê Văn Vân nói, ôi, cái tay này của anh đã ôm đặng hân hân, còn tắt tôi một cái, trước tiên tôi phế nó cho anh. Nói rồi, vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên dữ tợt, vùng gậy bóng chảy lên, dùng hết sức mạnh đập xuống cánh tay Lê Văn Vân. Trong chớp mắt, trong ánh mắt Lê Văn Vân đột nhiên lóe lên tia lạnh lẽo. Vẻ mặt của Dương Hải và Trương Trí Dũng cũng gần như thay đổi, nói, dừng tay. Nhưng mà đã muộn, trong nháy mắt khi Phan Minh Vũ vừa vung tay, bỗng nhiên Lê Văn Vân đã đạp một cú lên ngực đối phương. Dầm, chỉ trong chớp mắt, quần áo phía sau lưng Phan Minh Vũ gần như đã nát tươm. Cả người bay lên, chuẩn xác rơi xuống bàn trà trước mặt Trương Trí Dũng và Dương Hải. Phụt, anh ta há miệng, máu tươi giống như nước út ra ào ào từ miệng. Mày làm gì vậy? Mày còn dám đánh trả? Chỉ trong chớp mắt, đám người đã lớn tiếng gào thét. Vẻ mặt Dương Hải đột nhiên thay đổi, ông ta lập tức đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh đến trước mặt Phan Minh Vũ nói, Minh Vũ, Minh Vũ, cháu thế nào rồi? Phan Minh Vũ không nói nổi một câu, ánh mắt anh ta dại ra, cả người co giật, máu tươi không ngừng ọc ra từ trong miệng, mặt mày đỏ bừng, ánh mắt dần rượu dã, Tia lạnh trong đôi mắt Dương Hải càng nhiều hơn, bỗng nhiên ông ta trừng mắt nói với Lê Văn Vân, mắt con, mày dám đánh cháu tạo bị thương. Lần đầu tiên anh ta quỳ xuống, tôi đã tha cho anh ta một lần, lần thứ hai đã tát một cái. Lê Văn Vân sờ mũi nói, chuyện gì cũng không thể để yên mãi, tôi đã cho anh ta hai cơ hội, nhưng mà anh ta không biết quý trọng. Sao có thể trách tôi được? Nói rồi, anh nhìn Dương Hải nói, và lại, tôi cũng tò mò, ông cảm thấy ông không chọc nổi tên đầu chọc này, thì sao lại không nghĩ đến việc ông cũng không thể chọc nổi tôi chứ? Vẻ mặt Dương Hải trông rất khó hiểu. Lần trước Đỗ Thương Bắc đã gọi điện thoại cho ông ta nhưng cũng không nói rõ lai lịch Lê Văn Vân, mà chỉ uy hiếp ông ta, bảo ông ta không được đụng vào Lê Văn Vân mà thôi. Cho nên theo bản năng, ông ta cho rằng chỗ dựa của Lê Văn Vân chỉ là Đỗ Thương Bắc. Mà chuyện lần này liên lụy đến Trương Trí Dũng, tuy rằng ông ta không muốn trở mặt với Đỗ Thương Bắc, nhưng mà càng không dám chọc giận Trương Trí Dũng, cho nên ông ta cần răng, cứ đắc tội đỗ thương bắc trước, sau này lại xin lỗi ông ấy. Lê Văn Vân đối diện mấy chục người nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, anh hờ hững nhìn Dương Hải nói, nể tình ông có quan hệ không tệ với đỗ thương bắc, tôi có thể bỏ qua cho ông một lần, thả ông ra, nhưng cần bồi thường thì phải bồi thường, đương nhiên để tên đầu chọc này ở lại. Trương Chí Dũng nhíu mày lại. Trên thực tế, với người thường mà nói, bản thân ông ta cũng đã coi như là một cao thủ, nhưng mà ông ta có thể cảm nhận được, ông ta không phải đối thủ Lê Văn Vân. Lần này ông ta dẫn theo một đám người, ông ta cảm thấy dù Lê Văn Vân có lợi hại cỡ nào thì trong tình huống phải đối mặt với một nhóm người cầm vũ khí thì Lê Văn Vân cũng không dám kiêu ngạo. Chương 60 quá khủng bố. Nhưng thực tế thì Lê Văn Vân vẫn rất kiêu ngạo, đứng trước một đám người như vậy mà anh còn dám uy hiếp ông ta. Nếu Dương Hải vì kiêng kỵ mà đi thật để ông ta ở lại một trọi một với Lê Văn Vân, e rằng ông ta không chiếm được chỗ hời. Đương nhiên, khi đánh nhau thật, nếu như ông ta âm thầm ra tay thì vẫn còn cơ hội, dù sao thì thứ ông ta am hiểu nhất chính là ám sát. Ông ta nghe thấy Lê Văn Vân nói vậy, cười lạnh nhìn về phía Dương Hải, ông phải nghĩ cho kỹ, đắc tội tôi sẽ gặp kết cục gì. Dương Hải thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân nói, hừ, tôi không quan tâm cậu có lại lịch gì, nhưng ở giang thành này chính là địa bàn của tôi cậu dám đá cháu trai tôi bị thương ngay trước mặt tôi cậu phải nói rõ chuyện này cho tôi lê văn vân sờ mũi nói nói rõ à ví dụ như là trong hai tiếng đồng hồ mà ông không đưa anh ta đến bệnh viện anh ta sẽ chết đó cái gì vẻ mặt dương hải đột nhiên thay đổi ông ta vội vàng phất tay nói hai người các cậu nhanh đưa phan minh vũ đến bệnh viện cho tôi có hai người đi đến đỡ phan minh vũ dậy rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu lê văn vân cũng không ngăn cản vẫn bình tĩnh đứng ở một bên như cũ thậm chí còn chấp chấp mắt với trần hiểu nguyệt ban đầu trần hiểu nguyệt rất hoảng loạn nhưng đến khi lê văn vân ra tay đánh bay phan minh vũ thì cô đã ngây dại luôn rồi từ nhỏ cô đã đi theo bố luyện võ thuật nhưng mà một quyền vừa rồi của lê văn vân đã hoàn toàn vượt qua sức lý giải của cô chờ đến khi phan minh vũ rời đi dương hải mới đứng dậy ông ta nhìn chằm chằm lê văn vân cười dữ tợn nói xem ra lâu rồi tôi không hoạt động nên đến người giang thành cũng quên mất tôi một thằng oát con mới nứt mà dám diễu võ dương oai trước mặt tôi nhãi con tôi nói cho cậu biết dù lúc này đỗ thương bắc có đến đây cũng không cứu được cậu nói rồi ánh mắt ông ta lóe lên tia lạnh đánh cho tôi đánh đến sống dở chết dở dầm ông ta vừa dứt lời dường như mọi người đều nghe được tiếng nổ mạnh mà đám người vừa định ra tay lại phát hiện Lê Văn Vân trước mặt họ bỗng nhiên di chuyển giống như đạn pháo, sàn nhà nơi anh đang đứng bỗng nhiên sụp lún một vùng. Chỉ trong chớp mắt, Lê Văn Vân đã tới trước mặt Trương Chí Dũng và Dương Hải. Là chính ông nói sống dở chết dở đấy. Bên tai hai người vang vọng giọng nói giống như là tử thần của Lê Văn Vân. Dâm, tiếng động vừa dứt, Dương Hải cảm giác trên đầu của mình bị một quyền thật mạnh đập xuống, ông ta không có một chút sức để phản kháng, cả người đập mạnh xuống vách tường bên cạnh, phát ra tiếng rầm, chỉ trong nháy mắt, đầu ông ta nứt ra vé máu, cả người nằm sóng xoài trên mặt đất, không rõ sống chết. Trương Trí Dũng đứng bên cạnh đã run lên như cầy sấy. Quá khủng bố, không phải đối thủ, không thể nào là đối thủ. Cả người ông ta run rẩy, nhìn về phía Lê Văn Vân, trong lòng ngập tràn hối hận. Ông ta không hiểu vì sao ở Giang Thành nho nhỏ này lại xuất hiện một cao thủ như vậy sốt cuộc, sốt cuộc cậu là ai? ông ta nhìn Lê Văn Vân trên cái đầu hói bóng loáng đã ứa ra mồ hôi. Lê Văn Vân nhếch miệng nhìn về phía Trần Hiểu Nguyệt cách đó không xa nói, ngoan, nhắm mắt lại. đầu tiên Trần Hiểu Nguyệt sững sốt mất một lúc, lúc này giọng nói của Lê Văn Vân lại vang lên, khi tôi bảo cô mở mắt, cô mới được mở mắt ra nhé. cô không biết Lê Văn Vân có ý gì, nhưng vào ngay lúc này, cô vẫn thành thật nhắm hai mắt lại chờ đến khi trần hiểu nguyệt nhắm mắt lại lê văn vân mới nhìn về phía trương trí dũng trước mặt dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói ông là thẻ gì con người trương trí dũng co lại vội vàng nói cậu biết chúng tôi tôi là thẻ lam của hồng nguyệt cậu không thể ra tay với tôi nếu không hồng nguyệt sẽ không bỏ qua cậu lê văn vân cười với ông ta nói ồ thẻ lam rác rưởi không phải vừa rồi ông đã hỏi tôi là ai sao khi ông đi xuống đó nhớ hỏi cái người tên bùi lượng thẻ đỏ rác rưởi kia, anh ta biết tôi là ai? Cậu chủ, cậu chủ là do cậu. Sắc mặt của ông đột nhiên thay đổi, nhưng mà đã muộn, Lê Văn Vân đã ra tay, tay anh vừa xẹt qua bên hông Trương Trí Dũng, rồi rút ra một con dao găm sáng bóng bên hông ông ta, nháy mắt, dao găm lướt qua cắt nát cổ họng Trương Trí Dũng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 60